định nghĩa rõ rồi nhá, không có Rồi. cứ trả lời như vừa nãy là thấy mình đã thấy trả lời nó lung tung chưa? Rồi cảm ơn bạn Ánh, cảm ơn em. Mời Lê Phương Anh nhỉ, Lê Phương Anh giải thích trên đồ thị này, con trỏ này con trỏ nhìn rõ nhá, đường một này và đường hai, đâu là đường hút ẩm và đâu là đường sấy, tại sao hai đường này nó không trùng nhau? Phương Anh có không? Phương Anh không có không nghe được. Các bạn lại không có mic à? Ồ, tôi nhìn tin nhắn của bạn ấy rồi, như vậy bạn không có mic. Thôi thì chúng ta về số người sau vậy. Nguyễn Minh Anh nhỉ? Minh Anh đâu? Minh Anh có không? Không à? Nguyễn Quỳnh Anh. Em có. Em nói cho thầy đấy, thầy vừa có hỏi cả lớp nghe rồi đúng chưa? Đường 1 này, với đường số 2 này. À, bạn Nguyễn Minh Anh, bạn này bảo thầy chờ em chút xíu. Có nghĩa là bạn ấy có, bạn vừa có tin nhắn bạn bảo thầy cho em chút xíu rồi, nhưng mà Quỳnh Anh cứ trả lời đi. Thầy là theo em thì đường thứ nhất nó sẽ là đường sấy và đường thứ hai nó sẽ là đường hút ẩm ạ. Tại sao hai đường ấy nó không trùng nhau? Hôm trước thầy nói rồi đúng không? Về mặt lý ở rồi cả em dừng nghe để thầy trả giải thích cả lớp. Về mặt lý thuyết thì hai đường ấy nó trùng nhau, nhưng với điều kiện tốc độ di chuyển phải là vô cùng bé thì nó là mới trùng nhau, còn trong thực tế nó luôn phải có động lực. Cái gì phải có động lực thì bao giờ nó cũng phải lớn hơn cái cân bằng, nó nhỏ hơn cân bằng một chút thì nó có động lực nó chuyển được, đúng chưa nhỉ? Do vậy trong thực tế thì hai đường này nó không bao giờ nó trùng nhau cả, còn về mặt lý thuyết lý luận thì nó trùng nhau, đúng chưa? Thấy có đơn chuẩn chưa? Ở bạn Minh Anh thì cái chờ như vậy ta hỏi lại bài cũ có thế thôi nhỉ? Bài cũ hay là hỏi lại trước để hỏi bạn Minh Anh nhỉ? Bạn Minh Anh bạn bảo chưa hỏi lại, xem lại bài trước lại. Đây. Bạn Minh Anh này, xem lại quá trình thay đổi trạng thái ở đây gọi là quá trình làm lạnh và làm khô không khí. Giải thích cho cả lớp một cách ngắn gọn, bạn Minh Anh giải thích cho cả lớp ngắn gọn cái chu trình 1 2 3 4 à. 1 2 3 4 Alo. được rồi em. À dạ vâng ạ. Thế thì Rõ ạ. em nhìn trên slide có nhìn được slide không? Em có, em thấy ạ. Em giải thích cho cả lớp nghe cái chu trình quá trình 1 2 3 4 1 đấy là quá trình gì, ngắn gọn thôi nhá. Vâng. À, em có thể quá trình từ 1 đến 2 là quá trình làm lạnh không khí ẩm từ T1 đến T và tại đây là điểm xương ạ. Từ 2 đến 3 là làm lạnh ạ. Và tách ẩm ạ. Quá trình này là làm không khí ẩm ạ. Từ 3 đến 4 là đun nóng, quá trình đun nóng không khí ẩm. Và từ 4 đến 1 là quá trình làm ẩm. Hàm ẩm sẽ giảm từ x4 đến x1 ạ. Đấy, đâu phải hôm trước thầy đã sửa rồi. Số này số mấy à? À, x1 xuống x4 á. À đâu, Này này, số 1. chỗ này phải sửa. Trong phần viết, ở trong giáo trình người ta viết đúng đấy. Nhưng mà mấy cô vẽ là các cô điền sai. Đúng À, chưa? đúng rồi. X1, Vâng. X4 X1, trong x4. cái này này. X1, X4 này này, nhìn thấy chưa? Vâng. Rõ ràng chưa? Rồi. Đó.
Cảm ơn Minh Anh. Vâng em. Hôm nay ta sang bài mới anh nhỉ. Ôn lại phần trước thì cả lớp mình về ôn lại một chút đi. Để ta sang bài mới đi. Các dạng liên kết của ẩm với vật liệu, hôm trước ta học rồi chứ nhỉ? Chưa? Bạn nào nhớ hôm trước đến phần các dạng liên kết của ẩm chưa? Phần này học rồi thì ạ. À thế thêm một bạn nhắc lại ngắn gọn đi nhỉ? Tôi nhớ đến nó chuẩn bị hết phần này thì phải. Xong đến cân bằng vật liệu, đến độ ẩm rồi. Đúng chưa nhỉ? Trong chưa đến cân bằng vật liệu thôi, đúng chưa? Thế thì một bạn nói cho thầy các dạng liên kết của ẩm với vật liệu đi. Nguyễn Thị Anh nghe nhỉ? Theo cách phân loại, theo bản chất liên kết, ngắn gọn thôi. Dạ, em có. Em thưa thầy là có ba dạng liên kết giữa ẩm và vật liệu ạ. Là liên kết hóa học, liên kết hóa lý và liên kết cơ lý ạ. Hay còn gọi là liên kết dính ạ. Sấy thì tách thành những loại nào đấy? Dạ, nếu mà sấy thì sẽ tách được liên kết, tách ẩm được ở liên kết cơ lý ạ. Rồi, cảm ơn bạn Nguyễn Thị Anh. Mời Nguyễn Thị Tú Anh nói với thầy về phân loại ẩm theo trong quá trình sấy. Nếu như phân loại ẩm theo cái quá trình sấy thì người ta phân loại như thế nào? Này. Thầy ơi, rồi thầy có thể nhắc lại không ạ? Em vừa nãy em chưa nghe rõ là cái phân loại gì đâu. Phân loại đây, bài này ôn lại chứ không phải nhắc lại. Bài này nó đã học từ trước rồi. Không, bạn học lại không. Ý em là thầy nhắc lại câu hỏi ạ. Vừa mạng của em nó hơi bị lag. Là cái phân loại cái gì? Tức là phân loại ẩm ở trong vật liệu mà phân loại trong quá trình sấy. Nhìn thầy thì chỉ hẳn quân trỏ ở chỗ cách loại này. Vâng, trỏ em nhìn thấy rồi ạ. Nhìn thấy rồi chứ. Thầy còn chỉ con trỏ đấy mà. Tức là nếu mà phân loại theo quá trình sấy thì sẽ có là theo ẩm tự do và ẩm liên kết ạ. Ừ. Định nghĩa ẩm tự do là dạ. Định nghĩa ẩm tự do thì là ẩm có tốc độ bay hơi bằng tốc độ bay hơi nước từ bề mặt tự do ạ. Rồi, nào. Ẩm liên kết. À, ẩm liên kết thì nó ngược lại là nó ngược lại với ẩm tự do thì là tốc độ bay hơi vật liệu thì sẽ nhỏ. Tốc độ bay hơi thì sẽ lớn hơn của vật liệu ạ. Lùng cùng, chỗ ấy lùng cùng, em nghĩ lại đi. Ẩm liên kết định nghĩa lùng cùng là. Tức là ẩm liên kết là có tốc độ bay hơi nhỏ hơn tốc độ bay hơi của hơi nước trên bề mặt tự do. Rồi, cái định nghĩa rất rõ ràng. Ẩm liên kết là có nghĩa là nó bị cái lực lôi kéo lại đối vật liệu lớn hơn giữa các lực cùng phân tử nước với nhau. Do vậy tốc độ bay hơi của nó nhỏ hơn tốc độ bay hơi của nước ở trên bề mặt tự do, tức là trên bề mặt của cốc nước mình bình thường ấy, tự do mà, nước tự do mà. Được chưa? Như vậy cả lớp thấy định phân loại theo quá trình sấy như vậy ổn chưa? Như vậy bây giờ bạn Tú Anh nói tiếp, thế khi sấy thì nó có tách những cái loại ẩm nào trong hai loại này, tách như thế nào cụ thể? Loại nào tách hết và loại nào còn tách hết được không? Thầy vẫn mời Tú Anh nhé. Em thấy là trong vật liệu mà có ẩm liên kết tự do. Như nào?
Có trả lời được không em? Khí sấy đương nhiên là ẩm tự do là sẽ bốc hơi đầu tiên. Sau đó thì đến ẩm liên kết, mà ẩm liên kết nó có về đến về zero được không? Không bao giờ nó về zero. Nó chỉ về đến về kép cân bằng thôi. Chưa? Bây giờ một em nói cho thầy tiếp. Cảm ơn bạn Tú Anh. Mời bạn Nguyễn Thị Văn Anh nói cho thầy theo cái phân loại của một số tác giả về cái lực liên kết của ẩm với lại vật liệu thì chia ra là bốn loại như ở trên slide. Thế thì khi sấy thì tuần tự những loại ẩm nó sẽ bốc hơi trước, bốc hơi sau. Đây, chỗ con trỏ thầy chỉ này. Được chưa? Đó. Bạn Nguyễn Thị Văn Anh có không? Văn Anh không thấy gì à? Bạn Phạm Quỳnh Anh. Phạm Quỳnh Anh thì chắc là bạn rồi. Bạn Trần Thị Mai Anh ạ. Dạ. Mời em. Đấy. Theo cách phân loại của số tác giả có bốn cái loại ẩm liên kết theo cái độ lớn của cái năng lượng liên kết ấy, người ta chia thành bốn cấp độ như vậy. Thì khi sấy thì cái loại nào bay hơi trước, loại nào bay hơi sau? Em nghĩ là liên kết dính thì là liên kết bám dính thì là bay hơi trước ạ. Tiếp rồi. Tiếp tục là liên kết mao quả. Rồi. Rồi đến liên kết hấp thụ đa phân tử, sau đó cuối cùng là liên kết hấp thụ đơn góp ạ. Thầy dừng lại, thầy sửa cho em từ không phải hấp thụ, đây là hấp, là hấp, hấp gì hả em? Hấp phụ ạ, hấp phụ ạ. Khi mình trả lời hấp thụ là các thầy sai, các thầy lắc đầu, không biết tại sao thầy lắc đầu. Hấp phụ nhé. Nghe thầy hỏi, thế trong cái phần hấp phụ đơn lớp nó có tách hết được không? Thưa thầy thì ở phần này thì lượng ẩm này nhỏ nhưng mà rất là khó tách. Rồi chỉ tách một chút thôi, không đáng kể. Đúng chưa? Giáo trình được ghi rõ rồi. Cảm ơn em. Cảm ơn Mai Anh. Giờ ta đến nghĩa về độ ẩm của vật liệu và các cách phân loại. Câu hỏi thì hỏi nhá. Trong quá trình sấy thì người ta dùng bao nhiêu cách để người ta biểu diễn về độ ẩm ở trong vật liệu sấy và cái công thức mô tả của chúng, quan hệ của chúng. Mời bạn Trần Thị Việt Anh. Trần Thị Việt Anh không có mic cho em ạ, có tin nhắn này rồi. Cảm ơn em. Mời bạn Đào Xuân Bách vậy. Em chào thầy. Rồi, chào em. Cả lớp chào em. Đấy, có bao nhiêu cách biểu diễn về thành phần độ ẩm ở trong vật liệu? Mối quan hệ giữa chúng. Trên slide có đầy đủ chi tiết đấy, khá chi tiết rồi. Thậm chí thầy còn để con trỏ bút bút chỉ của thầy vào đúng chỗ hai độ ẩm một. Mối quan hệ có đầy đủ hết. Chỗ em có đọc được slide không? Bị mở zoom to lên.
rõ đấy chứ. Điện thoại thì tôi còn đọc được, cái màn hình điện thoại của tôi đọc rõ. Thế thầy là có hai cách biểu diễn độ ẩm là độ ẩm tuyệt đối và độ ẩm tương đối ạ. À, người ta không dùng chữ tuyệt đối đâu. Vì chữ tuyệt đối nó không, người ta gọi độ ẩm tính theo vật liệu ẩm thôi, cho nó chuẩn nhé. Người ta gọi độ ẩm tính theo vật liệu ẩm hay vật liệu ướt cũng vậy nhé. Trong các bài tập về sau người ta đề cập như vậy, đúng chưa? Rồi, tức là có cách biểu diễn độ ẩm tính theo vật liệu ẩm hay vật liệu ướt. Loại thứ hai là biểu diễn theo độ ẩm tương đối. Tương đối. Rồi, em nói cho thầy mối quan hệ giữa hai cái kiểu, hai cái loại dạng biểu diễn như thế nào? Mối quan hệ giữa độ ẩm vật liệu ướt và độ ẩm tương đối thì được biểu diễn qua phương trình 7.19 là và 7.20 là độ ẩm tương đối sẽ bằng với độ ẩm vật liệu ướt chia cho 100 trừ cho độ ẩm vật liệu ướt nhân với 100%. Còn độ ẩm vật liệu ướt thì sẽ bằng với độ ẩm tương đối chia cho 100 cộng với độ ẩm tương đối nhân với 100%. Rồi, bây giờ thầy hỏi nếu như mà tôi không sử dụng phần trăm thì trong các biểu thức 79, 720 nó thay đổi như nào? Nếu thầy dùng giá trị đại số thì trong biểu thức nó thay đổi như nào? Tức là thầy bỏ phần trăm đi hay là thầy bỏ 100% đi ạ? Tôi chỉ biết là bây giờ tôi dùng cái đơn vị VK tương đối, tôi không dùng phần trăm. Ví dụ tôi dùng là ví dụ như là độ ẩm tương đối thì bằng 0.78 ạ, ví dụ thế. Thì sẽ có là độ ẩm vật liệu ướt sẽ bằng với độ ẩm tương đối chia cho 1 trừ cho W. Rồi. Còn độ ẩm tương đối sẽ bằng với độ ẩm vật liệu ướt chia cho 1 cộng với độ ẩm vật liệu ướt thì sẽ bằng với độ ẩm tương đối chia cho 1 cộng với độ ẩm tương đối ạ. Rồi. Nói chung người ta cũng không dùng chữ độ ẩm vật liệu ướt, người ta chỉ dùng chữ độ ẩm thôi. Còn độ ẩm tương đối thì người ta bị chú vào chữ tương đối thôi, bởi vì nó chỉ có hai cách sử dụng về biểu diễn độ ẩm thôi. Em hiểu ý không? Cả lớp chú ý không? Chứ người ta nói độ ẩm thường thường người ta không diễn giải gì, có nghĩa là người ta đang sử dụng độ ẩm tính theo vật liệu ẩm đấy. Và được. Trong bài tập thì người ta hay chỉ rõ dẫn rõ là độ ẩm tính theo vật liệu ẩm. Cảm ơn bạn Bách. Vâng, em cảm ơn thầy. Giờ đến bạn Đỗ Văn Bính nhỉ. Đỗ Văn Bính có mặt không? Các Đỗ Văn Bính này vắng tiếp. Lưu Thanh Thanh Bình ạ. Nói về sự thay đổi độ ẩm của vật liệu trong quá trình sấy. Ở đây người ta biểu diễn độ ẩm, đây là độ ẩm tương đối này, người ta bao giờ đó bị chú rõ này. Do vậy cái giá trị trên trục này nó có thể rất lớn ấy. Nó có thể lớn hơn 1, thậm chí nó lấy rất nhiều, 2, 3, 4 cũng có thể có. Lưu Thanh Bình có không em? Vắng à? Gọi đúng người vắng rồi. Và lớp mình đông nhưng bạn này vắng, là số vắng ít lắm. Lớp mình được 114 người. Nguyễn Thị Cải. Nguyễn Thị Cải, Cải có nghe thấy không? Cải cũng vắng này. Vắng. Vũ Minh Châu.
em có ạ. Rồi, em nói thầy sự thay đổi của độ tương đối à, của quá trình đấy. Sự thay đổi của ẩm tương đối thì là tách ẩm tự do. Từ WD đến WH. Sau đó là từ WH đến cân bằng ạ. Ừ. Giờ này nó biểu diễn gì đấy hả em? Ẩm ấy là ẩm gì? Trên cái ghi rõ kìa. Quá trình sấy nó chỉ được đến đâu? Chỗ nào là khu vực ẩm tự do, chỗ nào nó tách ẩm liên kết, đúng chưa? Trước là điểm hút ẩm, tức là đến đâu thì là tách ẩm tự do, đến đâu là tách ẩm liên kết. Khu vực mấy là tách ẩm tự do? Rồi, đến khu vực 2 là gì? Tách ẩm gì? Đây này, ẩm liên kết. Và đến cuối cùng nó tách nó sẽ ở đâu, nó sẽ dừng. Đến cân bằng thì sẽ dừng. Đấy này, nó ghi rõ trên slide này, mình ghi rõ đây này. Với cấp cân bằng này. Chưa? Rồi, cảm ơn bạn Châu. Như vậy, phần này chúng ta phải làm rõ nó ra nha. Này ta vào mục mới này, không trước thầy vào và về đọc đi đây này. Chưa? Trước thầy đã bảo chuẩn bị phần này, bạn rồi bạn Châu bạn tách rồi, tắt rồi. Giờ đến cân bằng vật liệu và nhiệt lượng của máy sấy đối lưu đấy. Thì để xem được cái cân bằng này, ta xem qua cái sơ đồ của máy sấy một chút. Này. Sơ đồ máy sấy này. Đây là bồn sấy này. Lượng vật liệu vào đây là G1 này. Lượng sản phẩm đi ra đây là G2 này. Độ ẩm đi vào đây là W1 này. Độ ẩm đi ra đây là W2 này. Nhớ này là lúc cái độ ẩm này là tính theo độ ẩm, tính theo vật liệu ẩm. Trạng thái không khí đi vào đây là LX0 này. Qua calorifer LX1 bằng X0. Nhưng mà Y1 đây không. Và sau khi ra khỏi buồng sấy nó hút ẩm vào thì đây là LX2. Đó. Mở lại đây chúng ta nhìn thấy. Đây nó có cả lửa vận chuyển vân vân, nên lúc sau ta sẽ nhìn thấy, ta sẽ thấy. Bây giờ đến cân bằng vật liệu. Như vậy các cái đại lượng thầy vừa chỉ trên hình vẽ rồi và trên định nghĩa này rất rõ ràng rồi, đúng chưa nhỉ? Đó. Thế thì bây giờ thầy sẽ hỏi một bạn phương trình 7.21 nó dựa trên nguyên lý gì, hay nói cách khác là bản chất của phương trình 7.21 là phương trình gì? Được rồi. Mời bạn Mai Tiến Đạt. Phương trình 7.21 Đạt có không? Thế im rồi này. Đạt không thấy gì à? Gọi người khác vậy. Phạm Văn Đạt vậy. Em có ạ. Mai Tiến Đạt thì không thấy gì đúng chưa nhỉ? Phạm Văn Đạt, em là Phạm Văn Đạt đúng không? Vâng ạ. Rồi, mời Phạm Văn Đạt đi. Thầy, phương trình 7.21 là phương trình cân bằng vật liệu ạ.
đương nhiên nó không cân bằng vật liệu rồi, thì nó viết cho cái gì? Nó viết theo lượng vật liệu ẩm đi vào máy sấy ạ. Bản chất của nó là lượng vật liệu ẩm đi vào máy sấy, gì nữa? Lượng vật liệu ẩm ra và vào và được ẩm tách ra khỏi vật liệu trong quá trình sấy. Mà tại sao hai vế nó bằng nhau? Thầy chưa giải thích được. Điều này đơn giản. Nếu mà viết riêng cho ẩm, công trình ấy có đúng không? Riêng cho ẩm thì không ạ. Viết riêng cho vật liệu thì có đúng không? Cho vật liệu thì cũng không ạ. Ừ, thế thì gì? Thấy chưa? Câu hỏi, câu có một bạn nhắn tin, là sát 90 sát rồi nhưng nó chưa tròn kiểu tổng khối lượng ấy, kiểu tổng của hai cái VK1 và VK2 thì rồi người ta viết được khối lượng chung cả vật liệu và cả gì nhỉ, cả ẩm. Tất nhiên viết được cả vật liệu và cả ẩm thì đầu vào đương nhiên bằng các dòng của đầu ra, đúng chưa? Dòng đầu vào có G1, dòng đầu ra có G2 cộng một cái lượng ẩm VK nó hơi nó phát của không khí, đúng chưa? Rồi cảm ơn bạn. Nhưng mà có khi Phạm Văn Đạt phải trả lời tiếp câu thứ hai đi nhỉ? Thế thầy bảo không đấy, câu thứ hai là 7.22. Phương trình viết là cái gì? Phương trình 7.22 thì viết về lượng vật liệu khô tuyệt đối. Đúng rồi. Tại sao lượng vật liệu khô em giải thích rõ hơn cho các bạn nghe? Em giải thích rõ hơn. Vâng. Thì lượng vật liệu khô tuyệt đối thì GK thì bằng G1 nhân với 100 trừ VK1 trên 100 và bằng lượng G2 nhân với 100 trừ VK2 trên 100. Tức là cái lượng vật liệu ẩm đi ra và đi vào sẽ bằng nhau của lượng vật liệu khô. Rồi, thầy hỏi tiếp bạn Đạt. Em vừa đọc có số 100 của thầy viết trên 7.22 lại không có 100. Thầy chủ đích viết như vậy đấy. Có nghĩa là cái này VK1, VK2 của thầy có khác cái VK1 và VK2 trong cách không? Không ạ, cái này thì mình triệt tiêu đi được ạ. Triệt tiêu như thế nào? Hai bên nó đều có 100 thì mình triệt tiêu đi được đấy. Nhưng mà chỗ kia 100 trừ VK1, còn kia là của thầy có 1 trừ VK1. Thì bây giờ ta nhân cả hai vế với 100 thì nó tự động sẽ mất đi ạ? Không. À không. Như vậy chưa sâu sắc đâu. Nghĩ kỹ đi. Cái này VK1 của thầy dùng có khác cái VK1 ở trong giáo trình không? Nó không ạ. Giáo bài trên này thầy không có viết cái gì cả. Tùy theo từng công thức thì có nghĩa là trong này có dùng phần trăm không? Trên nó dùng phần trăm không? Không không ạ. Đây không dùng phần trăm, do vậy đây là một cố trên này tương ứng với dưới này. Trên này tương ứng dưới này, tức là không khác với nhau. Được chưa? Rồi vâng. Bạn Đạt, chúng ta đúng rồi đấy. Vâng. Cảm ơn bạn Đạt. Một bạn tiếp theo nói cho thầy biết phương trình 7.26 này. Cách tìm phương trình 7.26. Thì trong này có hết rồi, bây giờ chúng ta một cách chúng ta đi, chúng ta hỏi, chúng ta giải thích thôi. 726 là cái gì? Mà Phạm Văn Đạt rồi. Trần Xuân Tiến Đạt. Bạn Trần Xuân Tiến Đạt có không? Bạn Trần Xuân Tiến Đạt. Thắng rồi. Bạn Nguyễn Văn Diễn vậy. Dạ vâng ạ, em chào thầy ạ. Nói cho thầy cách tìm ra chương trình
Em nói cho cả lớp biết phương trình 7.26 làm như thế nào để từ 7.21, 7.22 nó ra 7.26. Em thấy thì từ cái phương trình 7.22 em rút G1, G2 ra. Tôi muốn cụ thể ra phương trình 7.26 thì rút cái gì ra? Rút G2, rút G1. Nếu muốn có phương trình 7.26, 7.26 là chỗ bên này này. Đây là chỗ thầy chỉ con trò đây này. Đây là 7.26 này. 7.27 ở đây chỗ này này. Được chưa? Thầy viết hẳn thầy cho tôi mà. Thầy đây thì kết quả rồi. Từ phương trình 7.22 em rút, em tìm được ra G1 theo G2. Rồi em tiếp tục, sau đó em tìm theo từ G2 theo G1 ạ. Và trong đó thì vết kép chính bằng G1 trừ G2. Em phải nói rõ là rút G2 theo G1. Chứ lúc đầu em bảo rút G1 theo G2 là nó không ra 7.26 mà nó ra 7.27 đấy. Đúng chưa? Dạ vâng. Rồi, cảm ơn bạn ấy. Cả lớp mình có ai không hiểu cái thuật toán của bạn ấy làm không? Gọi cả đến mức thuật toán cách làm đơn giản, người ta gọi cách làm. Được rồi, gì không vấn đề rồi thì bây giờ này ta như vậy là biểu thức 7.26, 7.27 để tính cái lượng ẩm bốc ra trong quá trình cháy, nó tính theo lượng vật liệu đầu G1 hoặc tính theo lượng vật liệu sản phẩm G2. Và nhớ trong các công thức tính này là nhớ là W1, W2 sử dụng độ ẩm tính theo vật liệu ẩm. Vì vậy đây mới có 1 trừ. Đấy nhá. Như vậy bài công thức 7.26, 7.27 không phải nhớ thuộc lòng đâu nhá. Cái đi thi mà không nhớ được thì bỏ ra mà chứng minh đơn giản thôi. Viết 7.21, 7.22 cái lập tức chứng minh được 7.26, 7.27 ngay. Bạn Mai thì gì? Em nhắn cả tên lên thử vì tôi đang dùng cả hai máy nó chạy, nó chưa hiện cả tên bạn Mai Thị gì à? Bạn bảo bạn nhà bạn không mất điện bạn vào. Mai Tiến Đạt à? Đúng không? Bạn nhà bạn bảo bạn vừa mất điện rồi, ok, thầy đánh dấu rồi. Ờ rồi, ok. Em mất mạng giờ mới vào được. À thế à? Dùng mạng gì đấy em? Kiểu nó Viettel Wi-Fi nó vượt luôn. À thế à? Vâng. Vùng nào đấy hả em? Em ở Nam Định. Nam Định dùng Viettel chính là nó phải mạnh như thế đúng không? Thôi rồi, thế tinh thần đấy tốt rồi, vào được rồi, tốt rồi. Tôi thấy vừa có thêm một người mà. Cảm ơn Đạt, tí chút nữa thầy sẽ quay lại thầy hỏi, nhưng bây giờ em cảm ơn thầy. Theo dõi tiếp đi. Bây giờ đến bạn Phạm Thị Bích Diệp, slide rồi đấy nhé. Cố gắng mọi người theo dõi, nếu cần ghi chép thì slide thầy đã dừng rất lâu rồi cho mọi người theo dõi rồi. Giờ thầy mời các bạn giải thích slide thôi, để thầy với trò cùng nhau giải thích để chúng ta mới nhớ, nhớ bài nó mới lâu được. Thầy bạn Diệp chú ý này, thầy hỏi này, Diệp có không? Bạn này vắng mất. Diệp này vắng. Ôi tôi đã hỏi người sao vậy, Nguyễn Văn Dinh vậy? Dám có thầy ạ. Rồi, thầy hỏi bạn Dinh như này nhá. Phương trình 2.28 nguyên tắc tốt nhất như thế nào? Em thầy thì phương trình 2.28 thì nguyên tắc là trước là giả thiết là không khí ẩm nơi đặt máy sấy qua ẩn x0 và được đun nóng trong điều kiện x0 bằng x1 bằng constant, thì cái khí ra khỏi máy sấy thì không khí có khí thải của hàm ẩm là x2, thì từ đó thì ra sẽ phương trình cân bằng ẩm nx0 cộng với kép bằng nx2. Thầy không muốn em đọc ở trong sách như vậy. Thầy muốn em hiểu cái người ta viết như vậy có nghĩa là gì, 2.28. Để cho các bạn biết cách các bạn nhớ khi đi thi các bạn viết là được. Đúng chưa? Được. À, nguyên tắc hay gọi là nguyên lý đấy, cơ sở đấy. Ta quan tâm đến cái đấy nhiều hơn. Cơ sở nó viết cái đấy nó viết như thế nào.
Dinh nghe thầy gợi ý nhé. A là lượng không khí khô nó có thay đổi từ lúc đi vào lúc đi ra không? Lượng không khí khô nó có thay đổi không? Có. Theo hiểu thì trong không khí trong không khí sử dụng trong quá trình sấy à. Không khí khô nó gồm những nguyên tố nào ở trong không khí? Ta làm rõ dần dần ta hiểu nó là cái gì. Oxy, nitơ. Cái gì nữa? Hơi nước. À, oxy, nitơ và gì nữa? Chỉ gì mà người ta cứ bảo đừng có đốt nhiên liệu hóa thạch nhiều nó CO2. CO2 chỉ gây hiệu ứng nhà kính ấy. Còn tại sao cái khí gây hiệu ứng nhà kính? Hôm nào học quá trình nhiệt thầy giải thích CO2 tại sao là khí nhà kính, còn nitơ và oxy nó không phải là khí nhà kính. Học mức xạ nhiệt chất khí người ta giải thích rồi, chắc lớp mình quên. Thế như vậy là không khí khô nó có thay đổi không em? Dạ không ạ. Chảy đâu mất cả, bảo toàn chảy đâu mất cả. Vâng. Thế còn L nhân với x thì không nó ra cái gì hả em? X là hàm ẩm tính bằng kg ẩm trên kg không khí khô nhân với lượng không khí khô trên giờ, nó sẽ ra cái gì? Lượng không khí ẩm là lượng ẩm đi vào, lượng ẩm, đúng chưa? Lượng ẩm đi cùng với không khí đi vào đó, thầy giải thích, thầy gợi ý đấy, chỗ còn lại tự suy nghĩ thôi. Vậy thì phương trình trên thì giải thích theo lượng ẩm mà khi đi ra khỏi máy, lượng ẩm khí thải thì sẽ bằng với lượng ẩm không khí ban đầu cộng với cả lớp mình hiểu rồi đấy. Vật liệu ai bảo lượng ẩm vật liệu, với cáp đấy không phải độ ẩm vật liệu nha. Đoạn vật liệu nó ký hiệu với kép 1, với kép 2 nhá. Còn với kép không ký hiệu gì được phải nhá. Được ẩm tách ra khỏi vật liệu. Đúng rồi. Được ẩm tách ra khỏi vật liệu đi vào không khí, đúng chưa? Do vậy nó chính là bảo toàn cái gì nhỉ? Bảo toàn ẩm khối lượng. Bảo toàn khối lượng của ẩm đi vào và bằng cái đầu đi ra đấy. Đi vào gồm có của không khí mang vào, của cái chỗ bốc hơi từ vật liệu vào không khí, bằng cái lượng đi ra của không khí, đúng chưa? Thế còn ở đây người ta ẩn đi mượn vào chỗ là gì? Cái lượng ẩm đi vào gồm có không khí mang vào này của vật liệu với ứng với kép 1, đi ra nó gồm có không khí với lại x2 cộng với lượng ẩm của lượng g2 mà nhân với kép 2, người ta biến đổi cái chỗ phần kia đi là nó ra phần đấy thôi, không có gì cả. Chưa? Như vậy là một phương trình đảm bảo bảo toàn. Từ đó em nói cho thầy cái lượng không khí tiêu hao và lượng không khí tiêu hao riêng nó có thứ nguyên như thế nào. Ý thầy là lượng không khí cần thiết đúng không? Lượng không khí cần thiết đấy, yếu tố nó cần thiết như nhau mà. Vâng, thì là sẽ bằng có thứ nguyên là kg không khí khô trên cho bảy hai chín, thứ nguyên là gì? Trên cho giờ. Rồi, mà tính là số kg không khí khô trên một giờ. Thế còn cái lượng không khí tiêu hao riêng L nhỏ, thầy viết nghiêng như thế này. Thầy để nó khác số 1 này. Đây số 1 này, đây là L nha. Thì sẽ bằng lượng không khí khô trên cho kg ẩm thứ nguyên của nó. Tức là kg không khí khô tính trên 1 kg ẩm bốc hơi được, chưa? Rồi, cảm ơn bạn Dinh, cả lớp mình phần cân bằng vật liệu này, còn ai có ý kiến nhiều thì hỏi thầy giải đáp. Cảm ơn bạn Dinh. Có ai có ý kiến thắc mắc gì về cân bằng vật liệu trong máy sấy đối lưu, trong máy sấy? Nói đi bạn, hỏi nói đi.
Bạn Nguyễn Thị gì định hỏi đấy à? Bạn Nguyễn Thị, để tôi xem tên bạn là gì, bạn đã chưa tắt mic không? Nguyễn Thị Phương chưa tắt mic. Phương hỏi gì hả em ơi? Dạ không, em ấn nhầm đấy ạ. Tắt mic đi, nếu không hỏi thì em tắt mic đi, ồn cả lớp đều nghe được hết. Nhưng cả lớp thì không biết là ai không ấy. Thầy nhìn được. À, như vậy là phần cân bằng vật liệu của lớp mình hiểu nguyên lý xây dựng chưa? Tức là mình đi thi mình đừng có thuộc lòng mà mình hiểu cái nguyên tắc xây dựng cái phương trình đó. Thì mình luôn luôn xây dựng được một cách đơn giản, không có gì là phức tạp cả. Và không phải là đây là thuộc hiểu, hiểu và vận dụng được. Có nghĩa là mình vận dụng được luôn, bao giờ cân bằng vật liệu người ta viết chung, sau đó người ta viết riêng cho một cấu tử hay là viết cho một cái gì đó thì ở đây người ta viết riêng cho vật liệu khô 7.22 ấy. Thế còn phương trình 2, 7.28 là phương trình viết bảo toàn cho ẩm. Đó. Còn phương trình 7.29, 7.30 chẳng qua là biến đổi phương trình 7.28 thôi. Chưa? Như vậy bây giờ ta sẽ chuyển sang cân bằng nhiệt lượng sẽ phức tạp hơn. Thầy ơi. Rồi hỏi đi em. Thầy cho em hỏi là cái x1 ở cái phương trình 7.29 ấy, nó là cái gì ạ? X1 đâu? X1 ở cái chỗ đoạn là V kép chia cho X2 trừ X1 đấy ạ. Ôi trời ơi, vừa nãy thầy chỉ cái này chưa nhìn hình này à? X1 đây này. Trong trường hợp này X1 có bằng X0 không? Em thấy là... bằng không? Có. Ừ, vì đây là cái calorifer nó đốt nó ra, ra nhiệt gián tiếp. Do vậy X1 và X0 nó bằng nhau. L bằng nhau, X1 và X0. Do vậy phương trình này người ta chẳng qua người ta thay X1 là cái hàm ẩm của không khí sau calorifer và trước khi vào máy sấy. Do vậy do X0 và X1 mà. À. Em thấy thế nếu cho qua cái thiết bị vừa lấy để làm gì ạ? Cái gì em? Cái không khí... không khí bình thường ấy mà cho qua cái thiết bị mà thầy vừa nói để làm gì ạ? Em đọc tên lại cho thầy thiết bị tên là gì? Em đừng có nói cái thiết bị thầy vừa nói. Em đọc tên cho thầy thiết bị vừa nói cho nào. Gọi tên đấy, cái đấy ạ, em không biết tên ạ. Mở sách em đọc. Đấy, đi học thầy này hỏi cái thầy vừa nói, không biết cái thầy vừa nói là cái gì. Đọc mở sách cho thầy đọc cho nó là cái gì. Đi học cứ như đi chơi thế nào sao mà học được em ơi. Còn lại hỏi sấy hỏi thế nữa thì nó là cái gì, bạn ấy vừa hỏi tên nó là cái gì? Thế nó là cái calorifer để làm gì à em? Vâng, để làm gì qua đấy ạ? Em đọc xem để làm gì. Bảo về nhà chuẩn bị trước bài cơ mà, đây thầy hỏi là thầy bảo hôm trước về nhà phải đọc trước đi, những cái điều đơn giản đấy trên lớp các thầy sẽ không giải thích đâu. Để làm gì hả em? Chứ không phải cứ đến tất cả mọi thứ đều mình không biết đều được mình cả hỏi cả. Mình hỏi những cái gì về vấn đề nó thuộc về chuyên môn và nó thuộc về quá trình thiết bị. Nó đây những cái điều nó hiển nhiên, nó đơn giản, người ta chỉ có định nghĩa thì mình phải bắt buộc mình phải đọc trước. Để làm gì hả em? Bạn đã đọc được chưa? Để làm gì? Bạn đọc được chưa? Em thấy thầy dạy tiếp vậy, em chưa tìm thấy ạ. Ôi trời, còn chưa mở sách được ở nhà, thế em không chuẩn bị à em? Vâng, cho em chưa đọc ạ. Chưa đọc một tí nào? Đoạn này em chưa đọc. Chưa đọc, thầy bảo ở nhà đọc trước cân bằng vật liệu, cân bằng nhiệt lượng, các phương thức sấy đi. Bạn này đọc, bạn này đọc, chẳng có đọc gì cả. Bạn Sang này, Nguyễn Đức Sang. Bây giờ đến cân bằng nhiệt lượng, đầu tiên phải định nghĩa đã. Đây trong hình vẽ này bạn ấy còn chưa đọc, bạn ấy mở đến cân bằng vật liệu chưa, cân bằng nhiệt lượng chưa? Rồi em giờ đến phần đấy. Ở nhà đọc trước chưa đọc, còn không biết calorifer để làm gì, và thì bây giờ đọc xem QS là cái gì, chuẩn bị hỏi bạn Sang trước cho nó dễ.
Ở nhà chuẩn bị, thầy chuẩn bị slide là đến lớp là thầy bắt đầu thầy chuẩn bị, là phải chuẩn bị làm việc đã. Mấy bạn sang đấy nhỉ, vì ở nhà chưa chuẩn bị, do vậy bây giờ thầy phải hỏi. Như vậy thiết bị số 1 để làm gì hả bạn sang? Em vẫn chưa tìm thấy ạ. Rồi. Thầy khi lại phải post cả sách lên, mệt quá nhỉ. Thầy chỉ cho em ở cái trang nào đúng không? Em nhìn thấy thiết bị nhưng mà em không thấy cái đoạn nó viết về cái số đấy. Cân bằng nhiệt lượng, mở cân bằng nhiệt lượng. Nhìn thấy trang ấy chưa? Rồi em thấy trang đấy ạ. Ừ. Thế mở cân bằng nhiệt lượng, họ bảo trong cái để làm gì? Calorie phê chính, sau khi ra khỏi calorie chính. Cái gì nó thẳng thế? Nhiệt cung cấp và calo đề phải tính nó dùng chữ Q gì cả. Bạn sang. Em thấy là Q đấy là Q. Em cũng không nhìn rõ là Q gì ạ. Úi giời, mở được sách, trang sách mà chưa mở được á. Úi giời. Có, em dở rồi nhưng mà sách photo mà em chả nhìn thấy là Q gì. Rồi, thế thì thầy cũng đến chịu thôi. Thế thì hôm nay bạn sang hỏi là thầy không giải đáp đâu nhá. Vâng. Sách bạn đọc được là cái gì nữa thì bạn cứ hỏi các bạn trong lớp, nên là rất mất thời gian của các bạn khác trong lớp. Bạn sang vâng. Nhá. Vâng. Đây sách rõ ràng người ta viết như này, người ta viết gì này, nhiệt lượng tiêu hao ở calorie chính. Đây trên này rõ rồi này, đây nhiệt trong calorie chính. Đây là nhìn trên slide trong sách có như thế này. Thế thầy hỏi QS, cái chữ đằng sau chữ V kép trong trường hợp này đọc là cái gì? Hỏi đúng bạn sang luôn. V kép ạ. V kép là ẩm ạ, lượng lượng ẩm ạ. Trời ơi, đọc lại cái trong giờ này. Nhiệt, thời gian này ta đọc lại cái gì? Thôi, tôi chịu, bạn ấy tôi chịu rồi. Phải kiếm sách học hành đàng hoàng. Học ở trên này mà hỏi mà không chuẩn bị bài lập tức là các thầy biết ngay thì hình ngay, do vậy là thôi nhá, ta quay về các bạn khác học bình thường thôi. Vâng vâng, em cảm ơn ạ. Bạn này hôm sau học nghiêm chỉnh nhá, đi thi mà như tình hình của em ấy là tôi khẳng định ngay, lên mà tình hình như của em thì chắc chắn là ta biết, cả lớp mình biết là sẽ nhận được kết quả gì rồi đi. Vâng, mời em Đỗ Đắc Dòng nhá. Trong calorie chính ấy, lượng nhiệt cung cấp QS và cái chữ này này, nhưng mà trong trường chữ này có đọc là V kép hay đọc là cái gì? Mời bạn Đỗ Đắc Dòng. Có. Rồi, đơn vị là gì hả em? Thầy, đơn vị nó là kg không khí ô. Mở cái trang cân bằng nhiệt lượng trong giáo trình ra chưa? Cân bằng nhiệt lượng của máy sấy là một trong những phần khó đấy nhá, không phải dễ đâu nhá. Nói trước, thầy nói trước. Đây toàn nói về nhiệt. Cái ấm đun của mình ấy, người ta ghi công suất, người ta ghi bằng cái gì hả em? Watt. Thế bây giờ đây cũng đọc với kép, đây bắt buộc phải đọc thành chữ gì nhỉ? Watt. Watt. Chưa, đi thi mà các thầy các cô mà thấy mình viết đấy mà đọc là V kép với đọc là ẩm thì chắc chắn là mình không hiểu gì rồi. Và lúc ấy thì ta biết rồi, kết quả thì được nhận ngay rồi, vì thi vấn đáp mà. Mình không hiểu, các thầy cô nghe, các thầy cô biết liền. Em tiếp tục đi, bạn Dòng tiếp đi.
lượng nhiệt ở trong calorie bổ sung QB này, số 2 này, đơn vị nó cũng là gì? Watt. Nhớ đây nhiệt lượng tính trên một đơn vị thời gian, do vậy tất cả các thứ nguyên nó sẽ là gì nhỉ? Watt. Thế còn Q nhỏ này, dòng nhìn cho kỹ nhá, trong này nó nhiều thứ nó hơi trùng lặp đấy, chỗ nọ mà không hiểu chỗ kia nhá. Cái mật độ dòng nhiệt tính trên 1 kg ẩm bốc hơi được ấy, Q nhỏ bằng Q lớn chia cho V kép, thì V kép trong công thức này nó là gì em? Bằng dòng. Nó chính là lượng ẩm tiêu hao, lượng ẩm tách ra khỏi vật liệu. Đúng rồi, lượng ẩm bốc hơi được. Trong trường hợp này, trong đồ thức này, nó lại không phải là cái đơn vị watt đây đâu. Watt đây do đây nó viết hoa, rồi nó viết cổ cái ông tên của ông James Watt, rồi nó viết hoa. Còn đây nó lại là cái lượng ẩm bốc hơi được trong máy sấy. Nhớ nhá cả lớp, nhớ nhá. Mặc dù nó viết cùng chữ nhau, nhưng mà nó ý nghĩa nó khác nhau đấy. Các đại lượng khác, dòng có gì thắc mắc không? Y0, Y1, Y2, C vật liệu, C vận chuyển, C vân vân, các cái đại lượng ấy có gì đặc biệt không hả em? Có gì phải cần phải giải thích không? Rồi, như vậy sau khi giải thích đây, bạn Sang nó biết cái 1 nó để làm gì cho em? Cả lớp bây giờ đúng chưa? 1 là calorifer nó để sưởi không khí từ, nó đun không khí từ nhiệt độ T0 lên đến nhiệt độ T1. Nó giống như cái bộ phận sưởi ở trong cái máy sấy tóc ấy. Em thấy thế cái đấy nó chỉ để làm nóng không khí thôi gì ạ? Về phần đấy em đọc lại. Chứ hôm nay như em là hỏi sẽ rất mất thời gian của các bạn đã chuẩn bị bài rồi. Vâng. Chưa? Vâng. Bây giờ ta đến nguyên tắc thiết lập. Mời bạn Ứng Đức Đồng. Nguyên tắc thiết lập phương trình cân bằng nhiệt lượng của máy sấy. Đồng có đi không? Đồng lại vắng. Nguyễn Anh Đức nhỉ? Không có. Nói cho thầy nguyên lý thiết lập phương trình cân bằng nhiệt lượng của máy sấy. Theo thầy là nguyên tắc thiết lập của phương trình cân bằng nhiệt lượng của máy sấy là tổng lượng nhiệt đi vào của một thiết bị hoặc một hệ thống thiết bị thì sẽ bằng tổng nhiệt đi ra cũng cộng cho tổng nhiệt bất mát. Rồi, đúng rồi, nguyên lý đó hoàn toàn là chuẩn xác về mặt nó là một nguyên lý chung rất cơ bản, đúng chưa? Bây giờ em sẽ nói cho thầy đi vào gồm những gì và đi ra gồm những gì, đang nói về biểu thức 7.31. Em thấy là đi vào là gồm có không khí lúc mà mình cho vào máy sấy ạ. Rồi, gì nữa? Thứ hai là vật liệu. Vật liệu. Gì nữa? Thôi, ta coi qua chỗ vật liệu đã. Gì nữa? Calorifer chính ạ. Đấy, nhiệt. Còn cái chỗ này? Em thấy đấy là do quá trình vận chuyển ạ. Cái của cái thiết bị vận chuyển nó đi vào, tức là ví dụ như cái băng tải cái gì đấy, hoặc là cái xích tải đi vào, được chưa? Vâng. Nhiệt của gì? Calorifer chính ạ. Rồi, này. Calorifer bổ sung. Rồi, đi ra. Đi ra là gồm có không khí thải ạ. Rồi. Vật liệu sau khi sấy ạ. Rồi. Thiết bị vận chuyển. Rồi. Và một cái nữa là QM là do lượng mất mát ra khỏi môi trường xung quanh. Rồi. Thầy mới quay lại hỏi lại em này. Cái chỗ đi vào ấy, nó có phải là G1 không mà tại sao lại ra cái này? Đúng chưa? Vâng. Thế thì em thử lý giải các bạn trong lớp không? Tại sao chỗ lượng vật liệu đi vào nó lại thách thành cái này? Đúng chưa? Nhìn ra đây đúng, cả lớp mình nhìn ra đúng là G1 tách ra thành hai phần này. Từ cân bằng vật liệu G1 bằng G2 cộng cái gì? Bằng
bạn Đức. Cân bằng vật liệu. G1 bằng G2 cộng cho cái lượng ẩm ạ. À? Cộng với kép, do vậy đây người ta coi cái C vật liệu xấp xỉ bằng cái nhiệt dung riêng của nước, coi cái việc này xấp xỉ thôi, nó sai số không đáng kể, đúng chưa? Do vậy người ta coi G1 sẽ bằng G1 mà nhân C vật liệu nhân cho theta 1 thì xấp xỉ bằng G2 C vật liệu theta 1 cộng với V kép theta 1 nhân với C thì xấp xỉ nhau đi, được chưa? Như vậy biểu thức 7.3 ở lớp mình còn ai có ai thắc mắc không? 7.31 xong rồi ta mới chuyển sang phần khác được. Bạn nào chưa tắt mic nhỉ? Bây giờ từ 7.31 biến đổi xuống 7.32 nó đơn giản thôi, chẳng có chuyển vế, không có vấn đề biến đổi toán học. Yeah, và ký hiệu các cái đại lượng ấy, G quy vào nó sẽ gồm lượng nhiệt, nó sẽ gồm có cái họ sẽ tách thành những cái phần bằng cái chênh lệch nhiệt độ của cái dòng khí đi ra đi vào, nhiệt lượng của dòng khí đi ra đi vào, không khí khô đi ra đi vào, quy vật liệu, quy vận chuyển, quy mất và thêm một cái lượng V kép, họ tách cái phần này ra đây thôi, cái này do chuyển vế thôi. Và bây giờ người ta sẽ chia cả hai vế này cho V kép, biến đổi hoàn toàn không có gì cả thôi, sẽ được biểu thức đến 7.36. Chưa? Sau đó người ta sẽ chuyển vế biểu thức 7.36. Chuyển vế biểu thức 7.36 đi. Đó. Bây giờ một người định nghĩa cho thầy sigma Q trong biểu thức 7.37 là gì? Alo thầy ơi, cho em hỏi một chút được không ạ? Nói tên đi. Em tên là Diễn ạ. Nguyễn Văn Diễn rồi, đấy thầy nhìn thấy rồi. Có gì hả? Em hỏi cái đoạn chỗ cân bằng vật liệu đầu tiên đến thầy, cái đoạn mà cái V kép nhân với theta 1 nhân với C ạ. Đoạn đấy em chưa hiểu lắm, thầy nói lại được không ạ? Về kép nhân theta 1 nhân với C gì? Đây là cân bằng nhiệt lượng. Cân bằng nhiệt lượng ạ? Cân bằng nhiệt lượng. Vì G2 này, G1 nguyên mặt của nó sẽ là G1 nhân C vật liệu nhân theta 1. Đúng chưa? Dạ mạng của em nó bị đơ, em vừa nãy em không nghe là thầy nói gì thì... Thế bây giờ thầy đang nói đấy thì em phải nghe. Vừa vừa lúc này nói tới G0, G1, G1, G2 nó lại bị đơ, em lại không nghe được. Thế thì tốt nhất là em phải đọc kỹ lại cho trong sách, chỗ biến đổi đơn giản thôi. Con thử lại một lần cuối cùng nữa. Tôi nghe mạng của em hình như là ở giáo trình có này. Bạn kia bạn ghi rõ ở giáo trình người ta biến đổi hẳn biểu thức xuống cái này. Biểu thức số bao nhiêu này? Đây, cho giáo trình người ta ghi rõ ràng luôn đây này. Ủa sao không thấy? Sao lại không thấy? Đây. Giáo trình ghi rõ luôn đây này. Không có gì cả. À. Dạ vâng, em cảm ơn thầy. Trong giáo trình có này. Dạ. Nhìn thấy chưa? Rồi. Đấy này. Do vật liệu này. Đấy, nhìn thấy chưa? Vì tại sao? Vì là cái G1 bằng G2 coi như xấp xỉ. Thầy vừa nói rồi mà. Xấp xỉ cái C vật liệu bằng cái C gì nhỉ? Bằng cái C của nước thôi. Không có gì cả. Có mà. Như vậy được rồi nhá. Bạn ấy kia bạn đã nhắn tin lên rồi. Bây giờ thầy vào đi vào câu hỏi đấy. Bạn Nguyễn Anh Đức thì mình trả lời cho thầy cái sigma Q ở trong biểu thức này là gì? Đây này. Em thấy là sigma Q là tổng nhiệt lượng tiêu tốn chung. Vì là không làm máy hơi nước trong vật liệu sấy mà chỉ dùng để đun nóng vật liệu sấy. Rồi. Và gì nữa? Đun nóng bộ phận vận chuyển và bù vào mất mát ra môi trường xung quanh. Rồi, do vậy nó gọi là cái nhiệt này còn nhiệt mất mát chung, sigma Q nó gọi là nhiệt mất mát chung. À. Thế thì bây giờ
delta ý nghĩa người ta đặt delta như thế nào? Bạn Đức nói tiếp. Ý nghĩa của biểu thức ấy. 7.38. Ý nghĩa của biểu thức là từ biểu thức delta cho thấy là lượng nhiệt bổ sung chung vào gồm lượng nhiệt bổ sung trong calorifer bổ sung trong calorifer bổ sung và do nước trong vật liệu sấy mang vào. Đây, hai đây này. Quy này này, cái này của do nước ở trong vật liệu nó mang vào này, người ta quy thành nhiệt đây này. Đấy. Trừ đi cái gì nhỉ? Đây này, trừ đi tổng lượng nhiệt phát mát đây này. Được chưa? Đổi dấu đi mà. Chưa rồi, cảm ơn bạn Đức. Nguyễn Anh Đức. Bây giờ mời đến bạn Nguyễn Hoàng Đức. Nguyễn Hoàng Đức. Vâng ạ. Em định nghĩa cái máy xe lý thuyết là gì? Dạ, thầy nhắc lại đúng không? Em không nghe rõ. Máy sấy lý thuyết là gì em ạ? Định nghĩa máy xe lý thuyết. Em thưa thầy là máy sấy lý thuyết là máy sấy mà nhiệt độ của vật liệu đi vào máy sấy bằng không ạ. Chưa đủ, còn nhiều dài cơ. Nhiệt tiêu tốn để đun nóng vật liệu cũng bằng không, và để đun nóng bộ phận vận chuyển cũng bằng không, nhiệt mất mát ra môi trường cũng bằng không, nhiệt bổ sung bằng không. Do đó thì với máy sấy lý thuyết thì có delta bằng không ạ. Rồi, định nghĩa máy sấy lý thuyết các bạn định nghĩa như vậy là đủ, với trong giáo trình đã viết sẵn rồi. Máy sấy lý thuyết là khi mà QB bằng không này, tất cả những cái quy vật liệu, quy vận chuyển, quy mất cũng bằng không. Và kể cả cái theta một t này cũng bằng không. Do vậy thầy hỏi tiếp bạn ấy là trong thực tế có máy xe lý thuyết không? Em thưa thầy là em thầy là trong thực tế thì không có máy xe lý thuyết ạ. Đúng rồi, mà trong thực tế làm gì quy mất bằng không, với làm gì cái theta một c nó bằng không, đúng chưa? Do vậy đấy, máy xe lý thuyết một cái người ta đặt ra. Em nói tiếp với thầy, thế thì máy xe lý thuyết có khác với máy xe có delta bằng không không? Em đã thấy là máy sấy thực tế thì có thể có delta lớn hơn không ạ? Nhỏ hơn không có, bằng không có. Cũng có nhỏ hơn không ạ? Rồi, bằng không nó có bằng không được không? Bằng không thì nó giống với sấy lý thuyết rồi ạ? Không phải giống sấy lý thuyết. Ồ, em là sao giống sấy lý thuyết? Sấy lý thuyết người ta định nghĩa là tất cả các số này bằng không hết này. Em thấy là có trường hợp delta bằng không ạ? Thực tế nó phải máy sấy lý thuyết nhé, nhớ nhé. Nó có delta bằng không nhưng nó không phải máy sấy lý thuyết. Bởi vì máy sấy lý thuyết là tất cả cái thành tố này phải bằng không hết này. Đấy, kể cả cái QB này bằng không. Khi đó thì cái delta này dĩ nhiên bằng không. Thế còn trong thực tế thì nó có máy sấy có delta bằng không. Khi nào thì delta bằng không? Nhìn ở đây này. Khi mà QB cộng với tích của C nhân với theta một bằng Q bất tổng cái lượng nhiệt bất mát. Cái này nhỏ em không thấy gì. Q vật liệu cộng với tức là máy sấy có delta bằng không khi, rồi cảm ơn em, khi vâng cái lượng xung cộng với là cái lượng nhiệt do cái hơi ẩm mang vào, cảm ơn bạn ấy, tắt mic của thầy, cộng với lại cái lượng nhiệt do hơi ẩm mang vào bằng tổng cái lượng nhiệt mất mát chung, thì khi đó máy sấy có delta bằng không, nhưng nó không phải là máy sấy lý thuyết nữa nha, nó là máy sấy có delta bằng không. Do vậy khi bài đầu bài tập người ta ra, người ta sẽ nói là máy sấy có delta bằng không. Dạ. Vậy đây là bạn Đức nhỉ, đúng không nhỉ? Vừa nãy Trần Minh Vũ Anh Đức đúng không em? Em Nguyễn Hoàng Đức ạ. Nguyễn Hoàng Đức hả? Nguyễn Hoàng Đức. Cảm ơn em.
đối với máy sấy có delta bằng 0 thì khi đó ta sẽ thấy I2 sẽ bằng I1. Được chưa? Vì delta bằng 0 mà. Do vậy I2 bằng I1. Thế còn lượng nhiệt cung cấp ở trong calorifer chính QS, S đây là chữ sấy đấy mà người ta viết viết tắt của tiếng Việt ở đây. Thì người tính được bằng L nhỏ I1 trừ đi 0. I1 ta nhớ là I1 đây này. I1 là cái nhiệt lượng riêng không khí đi ra khỏi calorifer. Thế còn I0 là cái nhiệt lượng riêng không khí khi đi vào calorifer chính. Thế còn đối với trường hợp delta khác không ấy, thì khi đó I2 sẽ khác I1. Và I2 sẽ tính theo công thức là I2 bằng I1 cộng với delta chia cho L. Delta thì tính được ở trên này. Nha. Và nhớ là nó có delta âm và nó có delta dương đó. Như vậy phần cân bằng nhiệt lượng này của lớp mình sao nào? Lớp mình thấy cân bằng nhiệt lượng này có vấn đề gì không? Cần có gì cần phải trao đổi thắc mắc không? Như vậy về cân bằng nhiệt lượng, nguyên tắc xây dựng rất đơn giản thôi. Tổng nhiệt lượng vào bằng tổng nhiệt là lượng của các cái nguồn dòng nó mang ra cộng với lượng nhiệt phát mát. Sau đó biến đổi và ta chia nó cho lượng ẩm tách được, phải kép. Sau đó định nghĩa được máy sấy lý thuyết, định nghĩa được delta, định nghĩa máy sấy lý thuyết. Và tính toán trong trường hợp delta bằng 0 và tính toán trong trường hợp I1, I2. I0, I1, I2 trong trường hợp delta khác không. Đó, cân bằng nhiệt lượng, nhiệm vụ của nó chỉ giải quyết được những vấn đề đó. Bây giờ ta sẽ sang mục mới. Xác định lượng không khí và lượng nhiệt tiêu tốn trong máy sấy bằng phương pháp đồ thị. Thứ nhất, người ta sẽ xem cái cách xác định cái lượng không khí và lượng nhiệt tiêu tốn đối với máy sấy lý thuyết. Biểu diễn quá trình trong máy sấy lý thuyết trên đồ thị. Bây giờ một bạn giải thích cho thầy quá trình khi đi qua calorifer. Calorifer thì nó biểu diễn trên này nó sẽ là ứng với trạng thái như thế nào ở trên này. Đó. Bạn Trần Minh Đức nhỉ? Trần Minh Đức có mặt không? Không có mic. Mời bạn Vũ Anh Đức vậy. Có. Rồi, em nói cho biểu diễn trên đồ thị này. Đầu tiên em nói, đầu tiên không khí bắt đầu vào trạng thái đầu tiên ấy. Trước khi vào calorifer nó trên đồ thị nó ứng với điểm nào? Em thấy trước khi vào calorifer là điểm A đúng không? Rồi, nó xác định bởi cái thông số gì? Được xác định bởi thông số là x0, phi0, t0 và y0. Rồi, thế còn sau khi ra khỏi calorifer nó sẽ ứng với điểm nào? Sau khi ra khỏi calorifer là điểm B. Rồi, đây ứng với điểm B này. Nó xác định bởi cái thông số gì ạ? Xác định bởi nhiệt độ và x1 bằng x0. Một đương nhiên với 0 bởi vì đây là quá trình nó trao đổi nhiệt nó gián tiếp. Chứ nó không dùng hơi nước nó đun trực tiếp vào mà nó dùng calorifer trao đổi nhiệt gián tiếp. Như vậy là quá trình đó đi qua calorifer sẽ là A, B. Khi vào buồng sấy thì Đức vẫn nói tiếp đi, cho nó liền một mạch. Cái đường BC này có đặc điểm gì đối với máy sấy lý thuyết?
Vậy là đường BC thì có đặc điểm là nó song song với trục hoành. Thì ở đây thì I1 sẽ bằng I2 và bằng hàng số. Rồi, trục hoành trong trường hợp này trục hoành nằm này hay trục hoành 135 độ? 135 độ. Ừ. Trục hoành làm với góc I 90 độ hay là 135 độ? 90 độ. 90 độ nó đi theo đường này à? 135 độ chứ. À vâng, 135 độ. Vậy là ta nhớ là khi xây dựng đồ thị Ramsey, cái góc này góc phân giác như vậy, đó là 135 độ, do vậy này, 135 độ. Và điểm C xác định như nào em? Em phải thích đi ở lớp nghe này. Hơi chậm chậm một tí nhưng mà nghe sẽ hiểu được. Để xác định cái tọa độ điểm C. Điểm C thì mình sẽ nó sẽ đặc trưng bởi bốn thông số á. Là T2, I2, Phi2 và X2. Cái ví dụ trên hình này thì người ta dùng thông số gì để người ta xác định được T đấy? Như trong đồ thị này thì là dùng nhiệt độ và Phi2 ạ. Nhiệt độ hoặc Phi2, hai đấy là một, với điểm C nó chỉ tồn tại duy nhất một điểm thôi. Do vậy có một BC kéo dài rồi, do vậy chỉ cần biết một đường khác cắt nó, lập tức xác định được một điểm, một chỉ một điểm duy nhất mà thôi, đúng chưa? Rồi cảm ơn bạn Đức, cô anh Đức. Bây giờ mời bạn Hoàng Văn Dương nói cho thầy về biểu thức 44, xác định lượng không khí tiêu tốn riêng, tiêu hao riêng. Bạn Hoàng Văn Dương hả? Đây. Đấy. Thức 744 thì đó là lượng không khí tiêu tốn riêng, L sẽ bằng 1 trên cho x2 chữ x0 và sẽ bằng 1 trên cho x2 chữ x1. Cái trường hợp đó là x0 sẽ bằng x1 và sẽ bằng 1 trên cho đoạn CD nên chúng ta mở x. Đấy. Thế tại sao nó lại bằng cái CD nhân cho cái MX là gì đấy? Là cái gì? Là cái gì? Là cái gì? Này đi. Em thì MX là lượng. Đầu tiên thầy hỏi nhé. Nó nếu mà về mặt số học người ta sẽ viết L nhỏ bằng 1 chia cho X thì 2 trừ X thì 0. Đấy là con số với nhau cả, đúng chưa? Ừ. X thì 2 là tra từ cái trục này được con số x thì 2 đúng chưa? Tra chỗ này được con số x thì 1 đấy gì? Vâng. Chưa? Nhưng mà bên chỗ này lại viết CD nó gạch ngang trên nghĩa là gì? Độ dài đoạn CD. Độ dài hình học của đoạn CD thì chỗ này nó phải nhân cái gì? Độ dài hình học CD thì nó phải nhân với nhân với cái gì? Tỷ lệ xích của trục x chưa? Vâng. Giá trị của tỷ lệ xích ví dụ như ứng với 1 cm này nó sẽ là giá trị bao nhiêu đúng chưa? Ứng với 1 cm có giá trị tại số bao nhiêu nhân với cái giá trị của là cái tỷ lệ xích ra. Rồi. À, cảm ơn bạn Dương. Cảm ơn thầy. Mời bạn Nguyễn Thị Thùy Dương nói cho thầy biểu thức 7.45 rồi này và sau đó nó sẽ xuống đến biểu thức này. Tại sao? Dạ thưa thầy, 7.45 là biểu thức lượng nhiệt tiêu tốn riêng ở calorie phi chính ạ. Lúc này Q sẽ bằng I2 trừ I0 trên x2 trừ x0 và bằng i2 trừ i0 và bằng i1 trừ i0 trên x1 trừ x0. Rồi. Dừng lại thầy hỏi em tại sao trong trường hợp này lại viết i1 trừ i0 đúng mà i2 trừ i0 cũng đúng.
bên chỗ này, thậm chí bên chỗ này x 1 trừ x 2 trừ x 1 cũng đúng, chỗ này x 2 trừ đi x 0 cũng đúng. Sao? Dạ thưa thầy, tại vì khi đoạn BC song song với trục hoành thì có sẽ có là y1 bằng y2 bằng constant ạ. Chỗ này em không giải thích trên đại học, em phải giải thích về quá trình xấy trong máy xấy lý thuyết này. Máy xấy lý thuyết thì data bao nhiêu của em? Thầy đang hỏi bạn Thùy Dương đấy, trong máy xấy lý thuyết thì data bao nhiêu? Chỗ này vẫn chưa rõ lắm ạ. Trong máy xấy lý thuyết các bạn vừa nói rồi, trong máy xấy lý thuyết thì delta bằng 0, đúng chưa, bằng 0 ấy. Do vậy y1 bằng y mấy nhỉ? Y1 bằng y2. Do vậy trong máy xấy lý thuyết thì y1 bằng y2, do vậy chỗ này y1, chỗ này thêm y2 nữa. Vì y1 ở đây và bằng cũng bằng y ở đây về đường này trên đường đẳng y, đúng chưa? Do vậy y1 trừ y0 chính là đoạn AB. Rồi cảm ơn bạn Dương để thầy giải thích cho xong người ta giải lao. Thế còn x2 trừ x0 nó đúng bằng cái đoạn CD, đúng chưa? Và nếu như viết giá trị thì viết ở trên biểu thức mạch 45, còn biểu thức ở dưới này sẽ là độ dài hình học và tan nhân với lại tỷ lệ xích tương ứng AB nhân với MI, còn CD thì nhân với MX. Do vậy chỗ này nó sẽ là M bằng 2 cái tỷ lệ xích và MI chia cho MX. Nhớ nhá, bạn trước bạn và Hoàng Văn Dương và MX bạn bảo là cái đại lượng gì, thầy nói nhá, MX là tỷ lệ xích của trục x, còn MI là tỷ lệ xích của trục y này, trục x này, trục x nó quay đi 45 độ, do vậy nó chiếu xuống nó vẫn cùng cái giá trị thôi. Rồi, cảm ơn. Như vậy cần cách biểu diễn máy xấy lý thuyết trên đồ thị lớp mình có ai mà không rõ cần phải hỏi không? Đúng mục này nha. Nếu không có bạn nào mà hỏi thì ta giải lao 15 phút. Sau đó tiết xong ta vào ta sẽ chữa bài tập cho nó giảm cường độ đi một chút. Yeah. Sau đó thì ta sẽ học lý thuyết. Trong sau đó nếu như cần thì ta lại chữa bài tập một chút nếu như còn thời gian. Nha. Lớp mình giải lao 15 phút đi. Một bạn ra khỏi phòng rồi, có 114 bạn đó, cũng được, có bao nhiêu ta học bấy nhiêu. Bài này là cái giải đơn giản thôi, bài này chẳng qua là lặp lại bài trên thôi. Khác bài trên ở một chỗ là nhiệt độ bây giờ nó chỉ có 60 độ thôi. Bài trên là nhiệt độ là 150 độ, lớn hơn 100 độ, lớn hơn 99,4, chính xác là lớn hơn 99,4 độ. Giải, bạn nào giải được thì ta post lên. Không, tôi chỉ định đi. Giờ làm cái bài chỉ định cho nó đơn giản. Có danh sách rồi, thầy chỉ định luôn. Giờ đến bạn là bạn Thùy Dương rồi nhỉ. Bây giờ đến bạn Sĩ Danh Duy đi. Chuẩn bị chữa bài này đơn giản thôi.
Bài 22 nhá. Bạn Duy có mặt không? Có. Rồi em mới giải đi, em chuẩn bị giải đi nhá, xong chút nữa, mấy phút nữa là hãy phút lên. Mình cứ giải đi, viết cho nó rõ ràng lạc lạc. Vâng. Rồi, tôi bắt đầu tôi hiểu bài lên đấy. Rồi, bắt đầu có rồi. Mặt này. Để xoay à? Xoay cái hình trên tin nhắn là xoay thế nào nhỉ? Bạn này post ngược. Lúc em post em xoay rồi mà không biết thầy ấn vào sao lại bị ngược lại nữa. Không. Nó lên là đây nhá. Của em lên trên này là đã là ngược rồi. Em xoay lại đi, của em chưa xoay. Không, ở trên đấy là em xoay rồi đấy ạ. Của em xoay rồi á, tại sao lên tin nhắn này là nó ngược cái này. À đây là lên đây, đúng rồi, bây giờ đúng rồi, tại sao nó lại tự xoay đi nhỉ? Khi chiếu lên nó lại xoay đi. Xuống đây thì nó lại là đúng chiều. Em trình bày đi, thôi bây giờ các bạn chịu khó zoom màn hình lên đọc hộ của bạn như vậy. Em trình bày đi. Duy trình bày đi. Hiện tại là ta dùng công thức là x bằng 0.622 nhân phi nhân p bão hòa trên p tổng trừ phi nhân p bão hòa. Ừ. Thì thay p bão hòa và p vào thì được phi. À. Phi bao nhiêu nhỉ em nhỉ? Bằng 0.51. Rồi nếu đổi phần trăm bao nhiêu của em? Phần trăm là 51%. Em đây là em giải bài 21 hay 22 nhỉ? Em bài 21 giải rồi chứ ngay bây giờ cần phải giải bài 22 cơ mà. Thì chiếu lại em để được. Rồi. Đây, bài 2 đây mà em.
tính sai số ẩm, khi biết độ ẩm bằng 50% nha. Áp suất khí quyển 760 x chỉ bằng 0.695 khi mà tra đồ thị. Bây giờ mình phải tính trong cái phần tính áp suất bão hòa ở 60 độ bằng kia, đúng chưa? Bây giờ tính theo công thức và còn cái giá trị này là giá trị ở tra đồ thị này nhé. Và họ tính bảo cái sai số giữa cái giá trị tính và cái giá trị ở trên đồ thị nó sai khác bao nhiêu. Vâng, đem tính lại nhá. Thì tính lại phải cho cả lớp xem nhé. Lớp mình chờ bạn Duy, bạn ấy tính bài 22 xong bạn nó post lên rồi cả lớp chúng ta cùng theo dõi, bạn ấy chữa, bạn giải thích nha. Lớp chúng ta đi học khá là đều đấy. Hiện nay chúng ta được 117 bạn. Rồi. Xoay lại cho cả lớp xem lại đi. Vì trên cái này của trên này như không xoay được, em xoay lại. Mình nhắn lên một cái tin nữa. Rồi, đây rồi. Bấm to nhá. Cả lớp nhìn. Vẫn ra hình cũ à. Phần mềm này nó cũng xử lý được những vấn đề này. Đây, em trình bày đi cả lớp đi. Vâng ạ. Em dùng công thức là x bằng 0.622 nhân phi nhân p bão hòa trên p trừ phi nhân p bão hòa thì thay vào thì tính ra được x. Rồi. X đây bằng 0.0678. Rồi em dừng lại một chút. Đơn vị. À, đơn vị là. À,
thì thị trường đơn vị trừ điểm đấy. Vay tiền triệu, vay tiền tỷ nó khác nhau đấy. Đơn vị. Đơn vị là kg trên kg cung khí khô. Kg gì? Cái trên tử số là kg gì em? Kg. Kg gì? Kg oxy à? Hay kg gì? Kg ẩm. Đúng rồi, kg ẩm trên kg không khí khô. Yeah. Tiếp tục, bây giờ đấy rồi. Như vậy chỗ này của bạn là phải thiếu đơn vị vào nhá. Và dừng lại, em giải thích cho các bạn trong lớp khác vì lớp chúng ta rất đông. Các bạn giải thích chi tiết thì càng tốt. Cái chỗ phi ở trong biểu thức em thay bằng giá trị tuyệt đối hay giá trị phần trăm? Phi thay bằng giá trị tuyệt đối ạ. Rồi, 0,5 chứ không phải thay 1% đâu nhá. Ai thay phần trăm cái này sai luôn đấy. Mẫu nó âm đấy. Rồi, cảm ơn. Tiếp tục đi. Em tiếp tục ý thứ hai của bài đấy đi. Tính ra được x rồi thì mình so sánh với cái x mà tra được ở trong đồ thị. Rồi, cái số bằng nhau em. Lấy x thực tế trừ đi x đồ thị chia cho x thực tế thì ra được phần trăm. Rồi, bằng bao nhiêu? Bằng 2,5%. Rồi, bằng 2,5%. Cảm ơn em. Như vậy bạn Duy, bạn đi giải đúng rồi đấy. Lớp mình xem còn có ai. Cảm ơn Duy. Còn ai có ý kiến khác không? Có ai có ý kiến khác? Không hiểu đầu tiên cái bài này đã hiểu đã. Biết cách làm hay chưa? Biết phương pháp làm hay chưa đã? Sau đó có ý kiến khác? Như vậy bài này chuẩn rồi nhé. Mọi người ổn rồi nhé. Bây giờ đến bài 23. Đọc kỹ đầu bài, phân tích đầu bài. Bài 23 chẳng qua nó vấn đề này. P tổng mã hôm đó mà 745 với 760 đây, P tổng hôm đó 280. Phi biết rồi. P mã hòa biết rồi. Họ hỏi áp suất tương phần của hơi nước như vậy tính được rồi này. Hàm ẩm của không khí là tính được rồi này. Khối lượng riêng của không khí, người ta biết khối lượng riêng của không khí ở 0 độ C áp suất 760 bằng 1,29 kg rồi. Do vậy ở 60 độ cũng tính được, cộng với lại cái khối lượng riêng của nước vân vân, hoặc trong giáo trình nó có hẳn là phần tính khối lượng riêng của không khí khi biết áp suất hơi của hơi nước ở trong đó, trong giáo trình có. Đó, như vậy bài này về mặt đầu bài còn ai thắc mắc gì về các cái dữ liệu của đầu bài không? Không ai có thắc mắc gì về dữ liệu nhé, thì bạn Nguyễn Thu Duyên chuẩn bị giải. Đây rồi. Đấy, bạn Nguyễn Thu Duyên, bạn post lên nhìn rõ ràng là cái này. Rồi, Duyên giải thích cho các bạn đi. Giải cho các bạn đi. Duyên có mic không? À, mấy em đang có về rồi, cảm ơn em. Thầy cứ để bài em ở đấy nhá, xong thầy mời bạn Đặng Thị Nguyệt Hà trình bày hộ gái. Bạn Duyên, bạn ấy biết thế nào rồi đấy, được. Cần hai thông số đã, thế còn khối lượng riêng của không khí cũng được rồi, bạn có đủ công thức hết rồi, tính đúng rồi đấy. Nguyệt Hà có trình bày được trên cái lời giải này không? Nguyệt Hà cũng không có mấy cả. Tôi đã thấy hình như có tin nhắn và em cũng không có mic. Nguyệt Hà cũng không có mic. Ồ. Thế bây giờ nhờ người Lê Thị Thu Hà vậy. Cả lớp muốn nghe bạn trình bày trên này, bạn Duyên là giải đúng rồi đấy.
số này làm tròn luôn hả? Tròn rồi đấy. Lê Thị Thu Hà có không hả em? Thưa thầy là có. Rồi em trình bày đi trong bài giải của bạn ấy. Em thử nhìn cái bài giải của bạn ấy có vấn đề gì không? Em xem. Có đọc không? Em có đọc được không? Em đang đọc ạ. Đầu tiên là bạn tính áp suất riêng phần của hơi nước ạ, bằng công thức là P hơi bằng phi nhân với P bão hòa. Rồi. Sau đó bạn áp dụng công thức tính khối lượng riêng của không khí ạ. Rồi. Thay các giá trị vào là thay P0 bằng 1, T0 bằng... thay cái công thức rho, cái công thức là khối lượng riêng không khí ẩm bằng rho không nhân t không nhân với p chia cho t nhân p không nhân với 1 trừ 0.378 nhân phi nhân p bão hòa chia p ạ. Thì các bạn thay mấy cái thông số ở trên đề bài vào thì được bằng 0.5 kg ạ. Rồi, thầy muốn hỏi em cái trong cái công thức này nhá. Vâng. T không là nhiệt độ ở đâu? T0 là nhiệt độ của không khí ở điều kiện tiêu chuẩn ạ. Bao nhiêu? Bằng 22,4 ạ. À, 22,4 độ á? À, 273 tính theo độ K. Em 273 độ K đúng chưa? Thế còn T0 là áp suất bao nhiêu? P0 là 760 mm thủy ngân. Trong công thức này em phải nói rõ để cho các bạn biết. Cái rho không là người ta cho rồi đúng chưa? Bằng 1,29 được kìa, đúng chưa? Vâng. Rồi, thế còn ở bên vế bên phải thì rõ ràng rồi, đúng chưa? Vâng. P có rồi, P tổng đã có rồi, đúng. Do vậy công thức này tính ra sẽ bằng 0.5 kg/m3, đúng rồi. Vâng. Tiếp tục nhé. Tiếp tục là xác định hàm ẩm của không khí bằng công thức là x bằng 0.622 nhân cho P hơi chia P trừ P hơi ạ. Thì thay các thông số vào thì mình được giá đáp án là 0.116 kg chia kg không khí khô ạ. Rồi, cảm ơn em. Nhưng mà trong chỗ này bạn thay P hơi, còn nếu người khác không thay P hơi thì thay bằng cái gì em? Nếu không thay P hơi thì... Chỗ đấy thay P hơi bằng cái gì rồi? Ví dụ người khác họ bảo thay chỗ khác. Cái gì đấy? Thay bằng phi nhân cái gì nhỉ? Thay P hơi bằng phi nhân cho P bão hòa. P bão hòa. Thì bạn ấy tính rồi, ra vậy thay thẳng vào đây luôn, đúng chưa? Cả lớp mình nghe bạn Lê Thị Thu Hà trình bày thế, cả lớp mình thấy ổn ổn chưa? Có ai có thắc mắc gì? Chỗ này là bạn ấy là kg đây này, hàm ẩm, do vậy chỗ này kg này là kg ẩm này. À. Rồi bạn nào hỏi hỏi đi. Tôi nghe không? Mic của bạn nào định hỏi đấy? Em là của Hà. Ủa anh Đức hỏi gì đấy à? Đức ơi. À thôi em hiểu rồi. Tắt mic đi. Tiếp bài tiếp theo. Bài 24. Bài còn rất nhiều. Do vậy chúng ta cố gắng khi tập trung ta chữa bài, bởi vì đi thi vấn đáp của chúng ta bài này một điểm, chúng ta cứ giải trọn vẹn bài này đương nhiên phải có một điểm, và một điểm nhiều khi nó làm thay đổi cả tình cục diện của một bài thi đấy. Do vậy ta nửa điểm đã quý, chưa nói bài này có hẳn một điểm. Bài 24 nói đúng với cân bằng vật liệu này, cân bằng vật liệu này cả lớp mình vừa học đấy. Nhớ những bài này người ta có một chỗ là độ ẩm tính theo vật liệu khô, có một chỗ là tính độ ẩm tính theo vật liệu ướt. Xong là phải nhớ trong công thức của mình học ấy thì độ ẩm tính theo kiểu gì. Bài này thì đơn giản thôi, nó chỉ độ hai phép tính nó ra kết quả. Và mời bạn Hoàng Thu Hằng chuẩn bị cũng làm bài giải sau đó.
có nếu mà post được lên thì post lên cho các bạn đi xem và giải thích cho các bạn trong lớp. Hằng có không ạ? Em Hoàng Thu Hằng ấy. Dạ có. Ok em đi nhá. Hàng không có mấy cả rồi, em post lên đi xong rồi thầy mời một bạn khác trình bày. Thầy xem có bài giảng rồi, thầy mời bạn khác trình bày. Em post hình khác xoay cho thầy. Đỡ phải thầy, đỡ phải xoay trên của thầy không, phần mềm mà nó không xoay vì nó dùng để chủ yếu để cho các cái bản chat bằng text. Rồi bạn ấy dài đúng rồi đấy. Nên bạn xoay để cho bạn ấy xoay đi một chút để cho mời một người trình bày. Rồi cảm ơn bạn Hoàng Thu Hằng. Giờ mời Nguyễn Thị Thu Hằng nếu có thì post thẳng của bạn Nguyễn Thị Thu Hằng post thẳng lên rồi em trình bày cho các bạn trong lớp nghe. Dạ em có. Rồi thế em post lên đi. Máy em có chụp. Em post bài lên đi. Chúc xoay đúng chiều luôn đấy, thì ảnh nó lên nó sẽ đúng chiều. Vâng ạ.
Lớp mình chờ bạn một tí nha. Chút xíu thôi. Rồi bạn Thu Hằng lên này đây, xong bạn ấy trình bày cả lớp nghe này. Đây, bạn này viết rõ ràng đây. À, Hằng trình bày đi em. Ờ, dạ em thưa thầy là ban đầu em tính được độ ẩm theo vật liệu ướt theo công thức là V kép bằng V kép D nhân với cả 100 chia cho 100 cộng với cả V kép D ạ. Xong rồi em thay số ạ. Được 37%. Rồi em tính được lượng nước bốc hơi sẽ áp dụng công thức V kép bằng V kép D trừ đi V kép C chia cho 100 trừ đi V kép C nhân với cả MD. Rồi em thay số em được kết quả. Rồi. 357 kg ẩm trên giờ đúng chưa? Cảm ơn em, đúng rồi đấy. Cả lớp dạ, mình vâng. Có ai làm cảm ơn thầy ạ. Rồi, cảm ơn em. Có bạn nào làm ra kết quả khác của bạn hay không? Rồi, có ý kiến gì không? Nhá, như vậy là bài này của bạn Hảo với lại bạn Hằng với là hai bạn Hằng là với bạn trước là bạn Hà hả? Hằng, hai bạn Hằng làm bài này chuẩn rồi đấy. Tiếp tục một bài nữa nha, xong ta mới học lý thuyết. Bài này khó hơn này. Để sấy vật liệu A, người ta đốt nóng tác nhân sấy, bài 25. Lớp mình chú ý nhé, bài 25 các thông số đầy đủ rồi đấy. Bài này chính là vừa cân bằng nhiệt lượng chúng ta vừa học xong đấy. Đã làm rõ cái phần lý thuyết này đào học, làm sâu sắc phần lý thuyết. Bạn Trương Nguyệt Hảo chuẩn bị nhé. Hảo có đi không hả em? Có em chuẩn bị em nhé.
Mấy em bị lỗi không gửi được à? À, không post lên, không post lên được. À, được rồi, em trình bày cách giải cũng được, không có vấn đề gì cả. Các em chú ý cả lớp chú ý nghe. Em nói là kết quả luôn nhé, bạn Hảo nhé. Không nghe được. Ừ. Em đã trình bày chưa? Mọi người không nghe được hay là chưa? Em tắt mic hay sao? Em trình bày được mà, nhưng mà mọi người đang chờ em nghe em trình bày đấy. Vẫn chưa nghe thấy gì em mà. Cảm ơn bạn Hảo. Trục trặc này thì chắc là trục trặc hẳn rồi đấy. Ừ. Mời bạn Đỗ Thị Hiền trình bày thử xem nào. Hiền có không em? Mời bạn Đỗ Thị Hiền. Hiền có nghe được không ạ? Thì Hiền ơi. Em đây ạ. Em nói cách giải, em giải được chưa? Em đang làm dở ạ. À, 25 rồi, thế cả lớp chờ em. Rồi, thế cả lớp chờ em nhé. Nó cũng ngắn thôi, đầu tiên em tính delta trước. Sau đó có delta rồi tính mọi thứ tính. Còn x2 không tính đơn giản. Nói thế là gợi ý như thế là rõ ràng rồi đúng đúng chưa em? Em tải đi xong rồi em đưa lên xong rồi giải cho các bạn. Trình bày cho các bạn nghe nhá. Rồi em. Rồi, cả lớp đợi em.
Được rồi. Em nói đi. Em rồi nhưng mà em lại không đăng ảnh lên được. Em nói cái giải đâu ạ? Được rồi, em nói cái giải đi. Ừ. Em thưa thầy là đầu tiên em tính delta thì sẽ lấy QB trừ QT bằng 10 mũ 5 trừ đi 5,56 nhân 10 mũ 5 và bằng 14,44 nhân 10 mũ 5, đơn vị là joule trên kg. Sau đó thì sẽ tính hàm ẩm x2 sẽ bằng 1 trên L cộng x0 và bằng 1 trên 10 cộng 0,01 và bằng 0,11 đơn vị là kg trên kg không khí khô ạ. Và tính hàm nhiệt Y2 thì sẽ bằng Y1 cộng delta trên L và bằng Y1 là 0,84 nhân 10 mũ 5 cộng 14,4 nhân 10 mũ 5 chia 10 và bằng 2,284 nhân 10 mũ 5, đơn vị là joule trên kg ạ. Rồi. Đúng rồi đấy, bạn ấy giải đúng rồi đấy. Số này thì cũng có thể một số người mà ai mà nhẩm nhanh nhẩm ra ngay được. X2 sẽ bằng X0 cộng với 1 chia cho L, đúng chưa? L bằng 10, do vậy 1 trên chia cho L sẽ bằng 0,1. 0,1 cộng với 0,01 sẽ bằng 0,11 kg trên ẩm trên kg không khí khô. Chưa? Thế còn Y2 thì tính tương tự như vậy, delta biết rồi, L biết rồi, Y1 biết rồi. Delta thì bằng 14,44 hả? Vâng ạ. 14 nhân 14,5 đúng không? Chia cho bao nhiêu nhỉ? Chia cho 10 thì nó bằng 1,44 đúng không nhỉ? Cộng vào chỗ 0,84 kia nó ra luôn nhỉ? Cả ai mà nhận nhanh người ta nhận ngay thôi, không có gì cả. Được chưa? Cảm ơn em, đúng rồi đấy, bạn ấy giải đúng rồi đấy. Đơn vị đúng rồi. Rồi, cảm ơn em. Giờ ta giải tiếp một bài nữa đi, xong ta mới học lý thuyết nhé. Giải tiếp bài 26. Bạn Lương Mai Hiền chuẩn bị hộ gái nhé. Rồi, tôi nhìn tin nhắn của bạn Lương Mai Hiền rồi.
bạn ấy gửi bài giải lên rồi, lên rồi. Ta sẽ lớp mình sẽ có bài giải bây giờ. Ô, em ơi em xoay bài giải đúng đúng chiều đi. Không cần xoay cái khuôn hình đâu, em cứ xoay đúng cái chiều em chụp ảnh thì nó sẽ lên, nó sẽ đúng cái chiều đấy. Nhìn nhé. Gửi hình tiếp theo lên. Rồi, hình ở dưới, ờ, ok đi. Rồi, rất rõ ràng rồi. Em trình bày đi. Hiền trình bày đi. Em Lương mà Hiền trình bày đi cho cả lớp nghe. À, em không mấy cả. Thế thì bây giờ nhờ một bạn khác trình bày hộ em nhá. Nhờ bạn, nhờ em Vũ Thị Thanh Hiền nha. Vũ Thanh Hiền có nghe được thầy nào thầy hỏi không hả em? Vũ Thanh Hiền nghe được không hả em? Vũ Thanh Hiền cũng mic cũng khoảng à. Mời bạn Phạm Hoàng Hiệp nha. Em có. Em trình bày đi. Cái này bạn ấy là cơ bản đúng rồi đấy. Bạn ấy đơn giản mà trước. Như thầy, đầu tiên bạn ấy có được delta bằng 0 nên I2 sẽ bằng I1. Rồi. Và bạn sẽ tìm được ra I2 qua công thức QIS bằng L nhân với I2 trừ I0. Và bạn tìm ra được I2 bằng 8,4 nhân 10 mũ 4 joule ạ. Và bạn thay vào công thức x2 bằng 1 trên L cộng x0. Và bạn tìm được lượng không khí ẩm bằng 0,11 không khí ẩm trên lượng không khí khô. Ở chỗ này của em không phải là thay của I2 vào đâu mà như thế nào nhỉ em? L thì bằng 1 chia cho x2 trừ x0. Từ vậy suy ra x2 sẽ bằng 1 chia cho L cộng x0 chứ không phải thay I2 vào đúng chưa? À, vâng. Yeah, bạn Văn Hiệp lưu ý chưa? Bạn lớp mình lưu ý chỗ ấy nhé. Không, chứ không phải là thay I2 này vào mà tìm được cái x2 đâu nhé. X2 thậm chí tính ở bên trên nó cũng tính được luôn. Vì biết L nhỏ mà biết x0 thì đương nhiên nó tính được x2. Đúng chưa? Vâng, vâng. Rồi. Sẽ là X2 sẽ bằng 0,1 kg ở trên dương. Thực ra nó là số liệu của bài trước. Đúng rồi, cảm ơn em. Cảm ơn Hiệp. Lớp mình có ai có ý kiến gì về bài giải này không? Tôi cho rằng bài giải này giải cũng khá rõ ràng này. Đơn vị đầy đủ. Chỗ này của bạn chính bằng 0,84 ở trên này này. Chỗ này 0,84 nhân 10 mũ 50 này. Joule trên kilo, thứ đơn vị của bạn này, chỗ này đơn vị nhá. Cả lớp chú ý bạn của bạn Hiền, Lương Mai Hiền, chỗ này đơn vị sai rồi này. Joule trên kilogram không khí khô. Nhìn cả lớp nhìn chỗ này nhá. Chỗ nhỏ này. Joule trên kilogram không khí khô. Chưa? Đấy, chỗ này này. Joule trên kilogram không khí khô. Nhớ nhá. Các bạn này khá đầy đủ rồi đấy. Các bạn này. Chờ lớp mình ổn chưa? Như vậy là bài tập như vậy để tôi xem đến bài này xem là đã ổn chưa. Bài 27 đọc trước đi, về nhà hôm sau.
27 đọc trước thì hôm sau ta chữa tiếp nhá. Như vậy hôm nay ta chữa đến bài 26. Về bài tập còn bạn nào có ý kiến thắc mắc gì không để chúng ta còn chuyển sang ta lại tiếp tục học lý thuyết ạ. Rồi ta chuẩn bị ta tiếp tục đến tiếp tục phần lý thuyết trước. Biểu diễn quá trình xây lý thuyết trên đồ thị, ta đã biểu diễn rõ ràng rồi. Bây giờ phần này chờ thầy một chút để ta phải có con trỏ ta nhìn cho nó rõ. Chưa được con chọn được. Vẫn chưa, các em vẫn chưa nhận được slide à? Chờ một chút. Như vậy quá trình biểu diễn quá trình lý thuyết hồi nãy lớp mình đã giải thích rồi đúng chưa?
cái biểu diễn đầu tiên trạng thái đầu của không khí trước khi vào calorifer ta biểu diễn ở A này. Theo ta cho cái đường theo đường x thì không đổi đến nhiệt độ T1 ta được điểm B. Và trên lý thuyết B đến C sẽ là đường Y1 bằng Y2 và cắt ở cái đường T2 này ở điểm C, từ C ta sẽ có x trừ 2. Và từ đó ta tính được cái lượng không khí tiêu hao riêng L nhỏ bằng 1 chia cho x trừ 2 trừ đi x trừ 0. Và lượng nhiệt trong calorifer chính QS sẽ bằng Y1 trừ đi Y0 chia cho x trừ 2 trừ đi x trừ 0. Còn nếu như mà tính theo giá trị hình học thì sẽ có biểu thức dưới này. Như vậy về phần này là chúng ta về biểu diễn quá trình xử lý thuyết ở trên đồ thị. Còn có ai có ý kiến thắc mắc thì không, người ta chuẩn bị ta chuyển. Ta chuyển nhá. Bây giờ ta sẽ biểu diễn quá trình xử lý thuyết trên xử lý thực tế trên đồ thị. Biểu diễn quá trình xử lý thực tế. Bây giờ mời một em nói cho thầy quá trình xử lý thực tế. Đầu tiên mình trình bày cho thầy A, B nó là người ta mô tả điều gì. Nói đến mỗi vậy thôi đã. Bạn Nguyễn Thị Hoa nhỉ. Tương tự như quá trình xử lý thuyết. Dạ em chào thầy ạ. Chào em. Dạ, điểm A và điểm B được xác định tương tự theo quá trình trong máy xử lý thuyết. Thì ở điểm A ta sẽ có các thông số cơ bản là X0, Phi0, T0 và Y0. Rồi. Thường sẽ là T0 và phi 0 thì xác định được điểm A. Đó là trạng thái trước khi vào calorifer. Rồi. Từ điểm A kẻ đường x bằng constant thì sẽ xác định được điểm B với cắt tại đường T1 ạ. Rồi. Nghĩa là xác định được điểm A và điểm B ạ. Rồi. Vì điểm B như vậy ta sẽ có x 0 và t 1 lẽ dĩ nhiên xác định ở điểm B. Và trong thực tế người ta, các người sách người ta mô tả như vậy, bởi trong thực tế cái tham số nhiệt độ là đo rất dễ dàng và điều khiển, người ta căn cứ vào nhiệt độ để người ta điều khiển được ngay, được chưa? Như vậy cả lớp rõ ràng là đi. Cảm ơn Hoa. Bây giờ tiếp tục đến bạn Hoài. Vì đây là quá trình xử lý thực tế, do vậy mô tả cho cái việc giả sử với delta dương thì quá trình vẽ đoạn BC1 như thế nào? Mời bạn Hoài. Rồi, chào em. Em thấy trên đoạn vẽ hạt BC1 thì từ B thì theo đường Y1 bằng constant thì cắt đường D2 ạ. Đường T2 cắt đường không thích chất mình dễ hình cái này. Rồi lại em. Từ B kẻ đường theo đường Y bằng con tăng tới cắt đường T2 bằng con tăng tại điểm C ạ. Đấy là quá trình xử lý em ạ. Đây đang định đấy. Là con là cái bút đỏ sẽ có điểm hay còn để cái điểm kia để gợi ý. Thì nói lại đúng không? Tại nhà em gần đường, em nghe được. Chưa biết phòng ở trong, ngồi học cho nó yên tĩnh, ngồi thế thì làm sao mà học được em? Thế này thầy gọi học. Em cần đường ngồi chứ em là lúc mà em muốn biết thì em nghe thầy nói mình cả thôi ạ. Em phải kiếm một chỗ nào để em học em nghe được chứ. Còn nếu mà học mà nghe như vậy thì gay go lắm. Mời bạn Nguyễn Văn Hoan, cảm ơn em. Mời bạn Nguyễn Văn Hoan có mặt không? Có ạ. Mời Hoan trình bày đi. Cách biểu diễn quá trình xử lý thực tế. Bây giờ bên điểm B xác định rồi. Bây giờ cách xác định, trình bày trong trường hợp cách xác định với delta dương đi, vẽ đường BC1 như thế nào. Trên slide có hết rồi đấy nha. Em thấy với trường hợp delta dương thì sẽ vẽ lấy một điểm E bất kỳ ở phía trên một đoạn E và
E nhỏ E lớn ạ. Rồi. Với giá trị là E nhỏ E lớn bằng E nhỏ F trên, nhân với delta trên M. M là tỷ lệ xích của đồ thị Y X. Ừ. Lối điểm B với điểm E kéo dài cắt đường T2 bằng constant thì sẽ được điểm C. C mấy? Cụ thể đây trên hình là C mấy? Đây đen ta dương đây. C1 ạ. C1 đây. Từ đó nói tiếp. Rồi rồi, cảm ơn em. Như vậy với đen ta dương ta tìm được C1 rồi. Đúng chưa? Bây giờ cảm ơn bạn Hoan. Mời bạn Đào Thị Huê nhỉ. Khi đã xác định được C1, bây giờ tính toán lượng không khí tiêu hao và lượng nhiệt cung cấp tính như thế nào? Bạn Huệ không có mic. Rồi mời bạn Nguyễn Công Hùng vậy. Khi xác định được C1, bây giờ bắt đầu tính như ở bài trước. Chỗ này người ta coi như bài trước là đúng bài trước rồi, bây giờ sẽ tính như nào? Thầy cho em trước ấy, nhìn lại sổ. Chứ nó không có này, nó ở trang trước ấy. Em thưa thầy là để tính được lượng lượng nhiệt calorie tiêu tốn thì dùng công thức là bằng QF sẽ bằng Y2 trừ Y0 trên X2 trừ Y0 ạ. Rồi. Đây gì nữa, tính L lượng không khí tiêu hao tính như nào? Lượng không khí tiêu hao riêng thì sẽ tính bằng 1 trên x2 trừ x0 hoặc là 1 trên x2 trừ x1. Nhưng mà trong hình vẽ này có phải x2 không? Trong trường đây là x thực tế. Đây là x2 phẩy ạ. Rồi, từ đấy không. Đây là x2 phẩy này, nhìn ở đây, đây đúng chưa ạ? Đây x0 đây này, đúng chưa? Đó. Thế còn trong trường hợp delta âm thì như nào em? Delta âm thì kéo xuống thì sẽ là x22 phẩy. Rồi. Và L nhỏ tính như vậy. Thế còn là lượng nhiệt delta thì tính từ lượng nhiệt các thứ đầy đủ rồi. Thế còn thầy hỏi tiếp. Thế ở chỗ phần này người ta viết như này, cái phần chứng minh là người ta muốn nói điều gì đấy? Chứng minh. Họ muốn nói điều gì? Nếu không trả lời thì mời bạn sau đấy. Thôi được rồi, em đến đấy thôi cũng được rồi. Mời bạn Trương Việt Hùng ở phần chứng minh ở cuối đấy, người ta muốn nói điều gì đấy? Em có. Rồi, Trương Việt Hùng có biết cả đoạn chứng minh ta đã để highlight vào đấy. Họ muốn nói điều gì? Em đã thấy là đoạn này thì người ta chứng minh là thì cái đoạn y trừ đi y1 thì sẽ bằng chiều dài độ dài của đoạn e nhỏ e độ dài trên đồ thị nhân với tỷ lệ xích ạ. Không, nhìn trên hình vẽ này nhá. Đây này, nhìn trên hình vẽ này. Trường hợp mà delta dương này thì nó đặc biệt. Dạ. Đặc biệt ở chỗ không phải là đây, cả lớp chú ý nhá. Đây này, nhìn thầy còn lại để highlight rõ. Giả sử như cái E lớn nó thấp hơn một chút, đúng chưa? Giả sử như cái E lớn nó chỉ đến đây thôi, thì điểm cắt nó trực vận này gì? Dóng xuống thì nó cỡ chỗ này gì? Điểm cắt này nó sẽ dịch vào đây gì? Thì lúc ấy chỗ x2 phải nó đây này. Còn đây nó chuyển điểm đặc biệt vì cái x2 phải nó trùng đúng một đường x. Nên cho phải nhiều người đọc nó bị gọi là bị hiểu ý. Thầy hiểu không? Thế bây giờ thầy về giả sử như cái điểm C1 này này, cái góc E mà nó thấp xuống một chút cho delta thôi thì nó chỉ cắt ở chỗ tầng này thôi. Thế thì cái chứng minh điều này người ta muốn nói điều gì? Cái khoảng từ đây này lên đây chính là delta chia L là gì? Delta chia L thì chính bằng hai trừ đi mấy này? Trừ đi một. Một. Do vậy ở đây người ta muốn nói điều gì? Quay đi quay lại chỗ đấy. Nói cái ý của cái phần đó là chính dài dài để mà nói thì chắc là người ta muốn tổng quát cho mọi quá trình trên thực tế bạn một cách cho cả
lớp một cách nó hợp lý hơn. Không rõ lắm, nghĩ là nó sẽ tổng quát cho các quá trình ghi delta lớn không? Khi người ta chứng minh như vậy, người ta muốn nói điều gì nhỉ? Đây, cả lớp chú ý này, người ta muốn nói với cách vẽ như vậy thì cái giao điểm C2, giao điểm C1 và C2, cái giao điểm C1 đây này, với cách vẽ như vậy, giao điểm C1 đúng là trạng thái không khí sau khi đi ra khỏi buồng sấy với trường hợp delta dương. Bởi vì sao? Khoảng cách giữa hai chủ đi I1 đúng bằng delta chia cho L. Nghĩa là cách vẽ chọn cái điểm E này theo đúng cái tỷ lệ ở đây này là đúng trong trường hợp sấy thực tế, và cách dùng đồ thị này hoàn toàn đúng. Ta hiểu ý không ạ? Đó, mình đã hiểu ý chưa? Tại sao người ta chứng minh lòng vòng, cuối cùng người ta giải quyết mỗi vấn đề đấy thôi, không có gì cả. Người ta giải quyết là đúng là cái EE này bằng EF nhân với delta chia cho M. Đây chính cái chỗ tôi đưa, tôi vẽ này. Được chưa? Nha. Yeah. Như vậy là cách biểu diễn quá trình sấy thực tế ở trên đồ thị X bằng cách vẽ đồ thị là rõ ràng rồi, đúng chưa nhỉ? Như vậy có ai có thắc mắc gì nữa không để ta toàn chuyển nội dung? Bây giờ ta sẽ tiếp tục ta chuyển một các phương thức sấy. Ta hết hôm nay ta nghỉ là vừa. Thì ta có hai lớp, cố gắng hai lớp đi đúng tiến độ bằng nhau. Các phương thức sấy có bổ sung nhiệt trong nguồn sấy, nhớ ở đây các cái tiêu đề này phải chính xác về chữ nhá, không có mai kia đi học câu đọc câu hỏi thi mình trả lời nhầm câu hỏi thi. Có bổ sung nhiệt trong buồng sấy, như vậy đây nó chỉ có một buồng sấy và người ta bổ sung nhiệt chỉ ở trong một buồng sấy thôi. Vì ta hôm sau ta sẽ học đến một cái phương thức thứ hai nữa. Nghe nó, ai mà nghe mà cứ thoáng mà giống như thế này là dễ trả lời nhầm câu hỏi. Như vậy, đây bổ sung nhiệt trong mỗi buồng sấy thôi, đây QB này. Còn calorifer chính QS này này. Trạng thái không khí trước khi vào calorifer chính A. Sau khi ra khỏi calorifer chính B phải. Chưa? Đi vào buồng sấy nó sẽ cả bổ sung QB, do vậy trong này delta nó sẽ dương. Và sau khi đi ra khỏi buồng sấy nó sẽ có trạng thái là C. Như vậy bây giờ một bạn sẽ nói về cái nguyên lý làm việc thầy trình bày qua đấy. Bạn bây giờ bạn trình bày lại thôi. Đào Thị Hương nha. Đào Thị Hương không mic à? Ôi giời, tôi nhìn tin nhắn rồi. Đồng Thị Thu Hương. Hương có không em? Bắn rồi. Dạ. Hương nói cho thầy nguyên lý làm việc của sơ đồ thôi. Em như thầy là không khí ban đầu thì có trạng thái là A, được đặc trưng bởi X0, Y0, T0 và L0 ạ. Thì không khí ban đầu thì đi qua calorifer sưởi 1, được đốt nóng trong điều kiện X0 bằng X1 bằng constant đến nhiệt độ T1 ạ, là nhiệt độ của vật liệu sấy cho phép. Sau đó thì đi vào phòng sấy 2. Đây là nơi cung cấp nhiệt thêm bằng calorifer bổ sung 3. Một lượng nhiệt QB lớn hay bé phụ thuộc vào lượng nhiệt cung cấp ở calorifer chính QS ạ. Thì
không khí đi ra là C, ở trạng thái C, được đặc trưng bởi X2, Phi2, T2 và L2. Rồi, cảm ơn em. Rồi, như vậy là do bổ sung nhiệt ở trong buồng sấy, do vậy delta nó dương. Do vậy, bây giờ ta sẽ nhìn qua vào cái đồ thị này. Đường BC là đường Y bằng công tăng. Thế đường B'C là cái đường nó cao hơn hay nó song song với đường Y bằng công tăng. Đây. Mời bạn Nguyễn Đăng Huy nhỉ? Mời Huy. Thầy ạ. Thầy đọc lại câu hỏi đi. Chào em. Em chào thầy ạ. Rồi, em. Thầy đọc lại câu hỏi không? Thầy nãy em... Chúng đang ra ngoài đúng không? Ừ. BC là đường sấy theo quá trình sấy lý thuyết. BC này. Dạ, BC. Nhưng mà do quá trình sấy có đốt nóng giữa chừng, do vậy đây nó chỉ tương với B phải thôi. Vì vậy ở đây nó chỉ đi đến B phải mà nó sấy qua buồng sấy theo đường BC. Thế thì đường BC này, B phải C nó ứng với quá trình sấy có delta dương hay âm? Câu hỏi rõ ràng chưa ạ? Ứng với delta ứng với delta dương ạ. Delta dương đúng chưa? Rồi, ứng với delta dương. Thế thì nếu như tôi muốn sấy cùng một cái trạng thái C này nhá. Chưa? Thế thì khi đó tôi không độ, tức là khi đó tôi sẽ không cấp nhiệt bổ sung QB trong buồng sấy nữa. Thế thì nhiệt độ tôi phải đun qua calorimeter chính sẽ là ứng với nhiệt độ bao nhiêu trên hình này? Để máy. À, ứng với B phải ạ. Nhìn trên hình này này, nhìn vào trong ngoài này. Vâng. Hình nó to tướng này. À, thầy đọc lại đâu em. Nhìn trên hình thầy có đọc không? Thì em thầy đọc lại câu hỏi đâu. Câu hỏi nếu như cùng đạt được trạng thái điểm C này, nếu như tôi không sấy bổ sung nhiệt trong buồng sấy, đúng chưa? Mà tôi sấy delta bằng không thì khi đó nhiệt độ sau calorimeter chính nó phải đạt đến nhiệt độ bao nhiêu? Nó phải lên đến điểm B ạ. Là tên rồi. Từ đó có nhận xét gì về phương thức sấy này? Thì nếu mà bổ sung nhiệt trong buồng sấy ạ thì cái nhiệt độ của không khí sấy mình đưa vào sẽ giảm đi so với cả lượng cần thiết nếu mà mình không. Rồi, thế thì nó có sẽ có ưu điểm gì? Bây giờ thì phóng to ra, vậy phần chữ slide không đọc được đâu. Nhìn đây một bài. Thế cái vật liệu mà nó không chịu nhiệt độ cao sử dụng phương thức này có ổn được không? Ờ, có. Ừ, thế mình phải vận dụng nó ra. Đây, bây giờ với là đây, nhìn thấy chưa ạ? Chưa? Do vậy, nếu như mà không bổ sung nhiệt trong buồng sấy thì tôi phải nhiệt độ sau calorimeter phải ứng với nhiệt độ T1, và T1 lớn hơn rất nhiều so với T phải. Do vậy là nó sử dụng trong kiểu chịu nhiệt độ. Như vậy phương thức sấy này lớp mình còn có ai có thắc mắc không? Về nhà ta chuẩn bị, ta sẽ đọc tiếp cho thầy ba phương thức nữa. Phương thức sấy có đốt nóng giữa các buồng sấy, các có nghĩa là phải từ 2 trở lên. Phương thức sấy có tuần hoàn một phần khí thải, nhớ một phần khí thải. Phương thức sấy bằng khói lò trực tiếp. Đường cong sấy, đường cong vận tốc sấy, thời gian sấy vân vân. Và nếu hôm sau được ta có thể tiến, buổi hôm sau chắc vẫn còn ta về cơ bản chưa có thông báo gì. Hết ngày 22 chưa thông báo gì, nhưng mà nhìn cái tình hình dịch bệnh rất có thể chúng ta vẫn tiếp tục phải online, bởi vì có một số vùng vẫn còn đang bị cách ly, các bạn ấy không thể đến trường được. Nếu như tình hình này thì chắc vẫn online. Nhưng mà để trước khi kết thúc tiết học thì ta phải điểm danh trong tình thì ta đi học nào nha. Chú ý nha. Đăng Huy rồi đúng không? Lê Thị Huyền.
Em có ạ. Phạm Thị Khánh Huyền. Dạ có ạ. Nguyễn Thị Ngọc Lan.